Nhật Lệ xin mến chào quý thính giả thân yêu của kênh Radio Hay Quý vị và các bạn thân mến Hôm nay trong chương trình đọc truyện của kênh Nhật Lệ tiếp tục mang đến cho quý vị và các bạn Một câu chuyện của tác giả Hoàng Luận Chuyện kể về một cô gái Đã từng có một gia đình hạnh phúc Nhưng rồi biến cố gia đình liên tiếp xảy ra Cô gái trong câu chuyện của chúng ta Đã phải gồng mình gánh vác gia đình bất hạnh Nhưng rồi chỉ vì nhẹ dạ nghe theo những lời chót lưỡi đổ môi Một cuộc đời của cô lâm vào bi kịch Chúng ta cùng nhau theo dõi câu chuyện này nhé Chúc quý vị và các bạn có những giờ phút nghe chuyện thật ý nghĩa Chị Hương À chị Hương về rồi Bố ơi chị Hương về rồi kìa Tiếng cô tí Thằng em trai út của Hương Hớn hở reo lên ở trong nhà Khi nó vừa nhìn thấy Hương về Nó vội vàng chạy đến bên cạnh chiếc giường của ông Bình lay lay tay ông rồi sau đó chạy vụt ra sân nắm lấy tay hương nó hỏi mà như là đang trách chị đi đâu mà lâu thế bố và chúng em mong chị mãi ừ chị đi có việc giờ chị về với các em rồi đây hương đặt chiếc túi sách cũ của mình xuống sân cô cúi khom người ngồi xuống xoa xoa tay lên đầu đứa em trai nhỏ của mình hai mắt cô đỏ hoe nước mắt tự nhiên rơi lãi chã chị ơi sao chị lại khóc À chị vui ý mà Em cầm cái túi sách này vào trong nhà Bên trong có một túi kẹo Em lấy ra chia cho thằng Tùng với nhá Anh Tùng đi làm rồi chị ạ à. Đến tối mới về Em sẽ phần cho anh ấy Ừ Hương gật đầu rồi lau nước mắt đứng dậy đi vào nhà Bước qua thềm cửa Nhìn vào trong nhà Cô thấy mọi thứ chẳng có gì thay đổi Hai năm Phải cô đã đi khỏi nhà hai năm Hôm nay cô trở về Mọi thứ ở đây vẫn chẳng có gì thay đổi Vẫn căn nhà cũ toành toàng Vẫn bộ bàn ghế gỗ đã phai màu sơn Và trên chiếc giường một ở gian cạnh Bố cô vẫn nằm ở đó Ông xanh và gầy đi nhiều lắm Cô tí đặt chiếc túi của Hương lên bàn Nó lấy gói kẹo bên trong ra và ăn ngon lành Hương nhìn em trai Rồi liếc mắt sang nhìn bố Hình như ông đã biết là cô về Nhưng cố giả vờ như không thấy chị ơi bố nhớ chị lắm chị đến hỏi bố đi ừ hương run run tiến lại gần chiếc giường của bố cô ngồi xuống cạnh ông và gọi bố ơi con về rồi con xin lỗi con xin lỗi bố hương đặt bàn tay mình lên tay bố rồi gục đầu khóc nức nở ông bình vẫn nằm đó đôi mắt ông nhắm nghiền nhưng nước mắt vẫn tự chảy ra ông cố nén cảm xúc vào bên trong nhưng hình như không được đôi môi mím chặt bị bật ra và ông khóc. Con về là tốt rồi, từ nay ở nhà trông nom các em. Vâng, bố ơi, con xin lỗi. Hương bật khóc thật to, cô chàng tay ôm lấy người bố. Bao nhiêu những sự ân hận, tủi thân, đau khổ và bất ức trong lòng bị dồn nén. Nay nó trào ra làm cô không cầm lòng được. Cô cứ khóc nức lên, nước mắt cô chảy ra làm ướt cả một góc chăn trên người bố mình. Ông Bình cố nâng cánh tay mình Đặt lên lưng con gái và vỗ về Nín đi con, nín đi Ông Bình cố gạt nước mắt để động viên con gái Hương ngẩng mặt lên Cô lau khô những dòng nước mắt trên mặt Vén tóc sang hai bên rồi bình tĩnh nói Từ nay con sẽ ở nhà để chăm sóc bố và các em Ông Bình nhìn con bằng ánh mắt đầy bao dung Ông khẽ gật gật đầu và vỗ vỗ vào tay Hương Hương mỉm cười Cô nhìn bố Xong rồi quay sang nhìn cô tí Nó vừa nhai kẹo vừa cười Những ánh mắt, những nụ cười của bố Và em trai thực sự làm cho tâm hồn Hương Thấy nhẹ nhõm Cảm giác thân thương Ấm cúng, đầy sự trở che và bao bọc Từ nay cô sẽ sống tốt Chắc chắn như vậy Cô sẽ quên đi chuỗi ngày cơ cực lang thang bên ngoài Cô sẽ chăm sóc cho bố Và các em Để bù đắp cho họ những vất vả thiệt thòi Trong những ngày cô đã bỏ rơi họ để chạy theo cái thứ tình yêu hão huyền của mình, thứ tình yêu mà chẳng đem lại cho cô niềm vui hạnh phúc, chỉ thấy là những đắng cay tủi hờn mà thôi. Hương tự nhủ như vậy rồi đứng dậy, cô cất cái túi quần áo của mình vào trong nhà, rồi nhanh chóng vào bếp chuẩn bị nấu cơm. Cô tí thấy cô ở trong bếp thì cũng lăng xăng chạy xuống và nhí nhéo nói bên cạnh. "Chị để em nấu cho, em biết nấu mà." "Thôi, để chị nấu. Em cũng nấu ngon lắm đấy." Bố và anh Tùng khen em suốt Vậy hả Em trai của chị giỏi quá Thôi hôm nay để chị nấu Hôm nào chị không có nhà thì tí nấu nhá Vâng Giờ em đi chơi đi Trưa thì về ăn cơm Em không đi chơi đâu Để em lên nhà nắn tay cho bố Ừ Cô tí nói xong Thì chạy tót lên nhà Hương nhìn theo nó Sống mũi lại thấy cay cay Ngày cô bỏ nhà đi Nó mới có 8 tuổi vẫn còn bé tí tẹo Mới đấy mà bây giờ cũng đã 2 năm Nó chẳng khác so với ngày cô chưa bỏ đi là mấy Chỉ khác là trông nó rắn giỏi và già dặn hơn Làn da đen sạm Mái tóc dám nắng Sức vóc nhỏ bé Dù đã 12 tuổi Nhưng cô tí trông giống như là đứa trẻ 9-10 tuổi Thế nhưng nó biết làm mọi thứ từ đi chợ Dọn dẹp nhà cửa Cho đến giặt rũ quần áo và nấu cơm Kể cả việc tắm cho bố Nó cũng làm luôn tuy vẫn còn là một đứa trẻ đang ở độ tuổi đến trường nhưng thời gian học và chơi của nó còn ít hơn so với thời gian phải làm việc nhà và chăm sóc bố cuộc đời của cô đã khổ nhưng bố và các em cô có lẽ còn khổ hơn hương cứ nghĩ đến cảnh bố và các em mình từng rơi vào trạng thái tuyệt vọng khi cô bỏ nhà ra đi mà lại thấy lòng đầy chua xót ngày đó cô là chị cả trong nhà là chỗ dựa duy nhất của bố và các em thế mà cô lại nỡ bỏ họ lại để ra đi, cô thực sự là một đứa con bất hiếu, là người chị nhẫn tâm. Giá như ngày đó, phải, giá như ngày đó. Mẹ ơi, Hương đứng tần ngần trong bếp, ký ức ùa về và cô lại không sao ngăn được xúc động. Cô nhớ mẹ, nhớ những ngày cả gia đình cô đang yên ấm hạnh phúc, những tiếng nô đùa, những lời mẹ mắng, tất cả bây giờ chỉ còn là ký ức, một ký ức tươi đẹp mà dù có nằm mơ, chị em cô cũng không bao giờ có được nữa. Trở lại với tuổi thơ, Hương còn nhớ rất rõ, mình từng có một gia đình hạnh phúc. Ba chị em cô sống trong tình yêu thương đùm bọc và chở che của bố mẹ. Nhà cô tuy không giàu, nhưng bố mẹ luôn tần tảo chịu thương chịu khó để lo con có cuộc sống đầy đủ. Bố mẹ Hương rất yêu thương nhau và sống hòa thuận. Bố Hương luôn nói với mẹ cô rằng ba đứa con là tài sản quý giá nhất. Hai người sẽ chăm chút cho các con và cố gắng làm lụng để nuôi các con ăn học. Hy vọng sau này tương lai của các con sẽ không phải vất vả như mình nữa. Sau mỗi ngày làm việc vất vả, trở về nhà, bố mẹ chỉ cần nhìn thấy chị em Hương cười là mọi nỗi cực nhọc dường như tan biến. Chị em Hương thực sự giống như một luồng sinh khí tiếp thêm cho bố mẹ sức mạnh trong cuộc đời. Họ làm việc không biết mệt mỏi là gì, chỉ cần nghĩ đến các con Là họ thấy cuộc đời tràn ngập Những niềm hy vọng Những tia sáng lấp lóe về một tương lai tươi sáng của cuộc đời ấy thế nhưng niềm hạnh phúc đó Của gia đình Hương chẳng kéo dài được bao lâu Thì tai họa bất ngờ ập đến Với gia đình cô Hương còn nhớ Năm đó khi cô 11 tuổi Cô Tùng lên 8 Còn cô Tí mới lên 5 Và một buổi chiều mùa đông Mẹ Hương đi chợ về rất sớm Về đến nhà là bà vào giường nằm ngay hương đang chơi cùng các em ngoài sân nhìn thấy mẹ về sớm nhưng bà không nói cười như mọi ngày nên vội vàng chạy theo vào trong nhà thấy mẹ nằm trên giường tiếng thở hắt ra rất mạnh da bà hơi tái hương lo lắng hỏi mẹ ơi mẹ đau ở đâu à mẹ không sao mẹ chỉ thấy hơi mệt nên là muốn nằm nghỉ một tí con tắm cho em xong thì nấu cơm đợi bố về thì ăn nhé vâng ạ mẹ cứ đi nghỉ đi ạ Ờ ừ, con ra chơi với các em đi Vâng Hương chạy ra ngoài Để mẹ nằm nghỉ ở trong phòng Đến tối hôm đó khi bố cô đi làm về Bố và gọi mẹ dậy ăn cơm Nhưng mẹ nói là mệt không muốn ăn Bố lo lắng đi nấu cho mẹ mà bắt cháo và bảo Em cố ăn đi cho khỏe Ngày mai anh đưa em đi viện khám Em có sao đâu mà phải đi khám Chỉ là cảm thông thường thôi Anh ra hiệu thuốc đầu ngõ Mua cho em mấy liều thuốc cảm ờ ừ, em ăn đi giờ anh đi mua thuốc về thì uống khi bố hương đi mua thuốc về thì mẹ cô cũng cố ăn hết nửa bát cháo bảo uống liều thuốc cảm sau đó nằm nghỉ đến sáng ngày hôm sau mẹ hương có vẻ đỡ hơn bà muốn ra chợ bán hàng nhưng bố cô không cho nghe lời của bố mẹ hương cũng nghỉ chợ một ngày sang ngày thứ hai mẹ hương thấy mình đã khỏe hẳn nên lại tiếp tục công việc bán rau ngoài chợ bạn đi sau đó ba tuần Mẹ Hương lại cảm thấy mệt như lần trước Nhưng lần này thì nặng hơn Bà nằm bẹp ở nhà Những mấy hôm liền Da bà cứ tái nhợt đi Người thì gầy gò đi trông thấy Lo lắng cho mẹ Nên bố quyết tâm đưa bà đi khám Tại bệnh viện Bác sĩ nói mẹ Hương bị ung thư phổi Cái tin mẹ bị bệnh Là cú sốc lớn với cả bố và mẹ Mẹ cứ khóc lóc Nước mắt lăn dài trên má Còn bố nhìn mẹ với ánh mắt lo lắng buồn thương Tối hôm đó về nhà Bố bảo với mẹ rằng Em hãy lạc quan lên Có bệnh thì mình chữa Em phải vui vẻ thì bệnh mới mau khỏe được Em biết bệnh tình của mình Có chữa cũng không khỏi được đâu Rồi lại tiến mất tật mang Sao em lại nói thế Còn nước là còn tác Chỉ cần em được sống Anh sẽ làm tất cả để chạy chữa cho em Em hãy nghĩ đến anh và các con mà yên tâm điều trị Nhưng nhưng nhà mình đâu có tiền Tiền nong em không phải lo Anh sẽ lo liệu Vâng Mẹ nói xong Thì cúi mặt để giấu đi những giọt nước mắt Đang lan dài trên má Từ hôm đó trở đi Mẹ không còn bi quan nữa Bà nghe theo lời bố động viên Bà an tâm chữa bệnh Sau cuộc đại phẫu Mẹ bắt đầu các đợt điều trị bằng hóa chất và xạ trị Mái tóc đen dài và óng mượt của mẹ rụng dần Rụng dần để lộ ra cái đầu chọc trắng toát Mẹ phải đội chiếc khăn lên đầu Để che đi cái đầu chọc Hôm mẹ mới ở viện về Hương và các em xà vào lòng Mà hỏi thăm tiếu Tít. Thấy mẹ không còn cọng tóc nào trên đầu Hương thắc mắc nhưng không dám hỏi Bố gọi cô ra Và nói cho cô biết về bệnh tình của mẹ Tuy còn nhỏ Nhưng cô cũng lơ mơ hiểu được rằng Tóc mẹ bị rụng Do phải uống nhiều thuốc Chỉ tội cho cô tí Nó chẳng hiểu gì Cứ mỗi lần nhìn thấy mẹ là nó lại hồn nhiên cười nói À mẹ là ông sư Đầu mẹ chồng như ông sư Mẹ nhìn cô tí và cười Nhưng khóe mắt của bà lại đỏ Bà đang cố giấu nỗi đau vào bên trong Để cười nói với các con mình Bà muốn các con mình được sống hồn nhiên vui vẻ Như những đứa trẻ khác Mỗi ngày qua đi Mẹ của Hương đều tận dụng hết thời gian mình có Để chơi cùng chị em cô Mẹ ôm chị em cô vào lòng nhiều hơn Giống như Mẹ sợ một ngày nào đó mình không còn được ôm chúng nữa. 6 tháng trôi qua, bệnh tình của mẹ Hương lại tái phát và bố cô lại đưa mẹ đến bệnh viện. Từ đó trở đi, thời gian ở viện của bà còn nhiều hơn ở nhà. Bà cố chống chọi với bệnh tật để giành lấy sự sống. Bố cũng phải nghỉ làm để đi viện với mẹ. Bao nhiêu tiền của trong nhà, bố đem ra bán hết để chạy chữa cho mẹ. Bố bỏ rằng chỉ cần mẹ được sống ông sẵn sàng bán đi tất cả tài sản mà mình có thiếu thì ông vay mượn anh em bạn bè miếng đất nhà hương ở bố cũng đã bán đi hai phần bố cũng phải vay mượn anh em bạn bè rất nhiều để lấy tiền chạy chữa cho mẹ với hy vọng bệnh tình của mẹ sớm khỏi bố cô bảo chỉ cần mẹ cô sống được vài năm thôi cũng được miễn là mẹ còn sống để làm chỗ dựa cho bố và chị em cô nhưng rồi sự kiên cường của mẹ và sự nỗ lực của bố hương cuối cùng lại chẳng thể đem đến một điều kỳ diệu. Sau lần phẫu thuật thứ hai, có vài tuần, thì mẹ Hương đã bỏ lại bố con cô và ra đi mãi mãi. Ngày đưa thang mẹ, bầu trời thật u ám. Bố Hương khuôn mặt hốc hác vì mất ngủ. Ông bước những bước chân nặng chiếu, đôi mắt đờ đẫn nhìn về xa xăm. Ba chị em Hương, đứa gào lên kêu mẹ, đứa khóc hỏi mẹ đâu, mẹ đâu rồi. Tất cả những người đưa tang mẹ chiều hôm đó đều khóc Họ thương mẹ số số Phải bỏ lại cuộc đời ra đi về cõi vĩnh hằng Khi mới tròn 32 tuổi Họ thương bố từ đây phải chịu cảnh gà trống nuôi con Và thương ba chị em Hương mồ côi vì mất mẹ Nhìn một người đàn ông tiều tụy vì mất vợ Nhìn ba đứa con nít với chiếc khăn trắng ở trên đầu Chẳng ai dám nghĩ đến cuộc sống ngày mai của bố con nhà Hương Vì thực sự nó đang bị bao phủ bởi một màu đen u ám, một tương lai mờ mịt và bí tắc. Sau cái chết của vợ, bố Hương trở nên lầm lì ít nói, khuôn mặt có ông lúc nào cũng đăm chiêu và giàu dĩ. Gánh nặng trên vai, bố Hương vừa phải kiếm tiền trả nợ, vừa phải nuôi ba trẻ em Hương ăn học. Sự thiếu thốn về kinh tế, cùng với những mất mát trong tình cảm, làm nỗi buồn luôn thường trực trên khuôn mặt ông. Ông ăn thì ít, nhưng làm thì nhiều, Ngoài công việc ở công trường xây dựng, tối đến ông còn chạy thêm nghề xe ôm, rồi trong vùng ai có việc gì thuê, ông đều nhận làm hết. Mong ước của ông là sớm trả hết nợ và lo cho cuộc sống của ba đứa con nhỏ dại. Nhưng rồi bi kịch lại một lần nữa ập đến. Nỗi đau không dừng lại ở cái chết của mẹ Hương, mà ông trời tiếp tục đổ xuống nhà cô những tai vạ khác. Trong một lần bố Hương đi làm về, không may ông gặp phải một tai nạn giao thông. Tuy ông thoát khỏi bàn tay tử thần, nhưng di chứng của vụ tai nạn để lại là quá lớn. Bố Hương liệt nửa người và không thể đi lại được. Vụ tai nạn của bố Hương xảy ra sau so ngày mẹ cô mất chưa có vài tháng, thực sự đã đẩy gia đình cô rơi vào khánh kiệt. Bị đẩy vào bước đường cùng, bố Hương cũng chỉ biết than trời và trách phận. Nằm bất động trên giường, bố Hương nhìn các con mà nước mắt không sao ngăn được. Những giọt nước mắt của người cha khi rơi vào tuyệt vọng thật chua xót, nhưng hơn ai hết, ông thấy mình cần phải sống, dù cơ thể ông còn chẳng được bình thường nữa, thì ông vẫn muốn sống, ông muốn được nhìn thấy các con và dạy dỗ chúng nên người. Từ khi bố Hương phải nằm một chỗ không đi làm được, không có tiền trả nợ, nên ông đã bán nốt căn nhà, chút tài sản cuối cùng của gia đình để lấy tiền trả nợ. Sau đó, ông mượn vài mét đất của người thân dựng túp lèo lá để bốn bứa con có chỗ chú mưa, chú nắng. Rồi một hôm Hương nói với bố, bố ơi, con và thằng Tùng sẽ nghỉ học. Như thế sao được con, các con vẫn còn nhỏ. Không, chúng con lớn rồi, chúng con sẽ đi làm kiếm tiền nuôi bố và em. Chứ bây giờ bố bệnh tật thế này, nhà mình lấy tiền đâu mà đóng học. Câu nói của Hương như cứa vào tim bố mình. Ông nhìn cô Tùng rồi lại khóc ông không muốn để các con phải nghỉ học nhưng các con ông nói đúng bây giờ ông nằm một chỗ ngay cả việc tự phục vụ bản thân mình ông còn chẳng làm được thì biết lấy đâu ra tiền để nuôi các con đây bố xin lỗi bố xin lỗi các con bố hương vừa khóc vừa nói nhưng câu nói của người cha yếu ớt và bất lực hương ngồi xuống giường cô gục đầu lên vai ông và cô cũng khóc cô tùng đứng cạnh hai mắt nó đỏ hoe Vậy là từ hôm đó, hai chị em Hương bỏ học để đi kiếm tiền. Hương thì đi làm thuê, còn cô Tùng thì đi bán vé số kiếm tiền nuôi bố và em. Vì còn quá nhỏ tuổi nên Hương chỉ xin được công việc bưng đồ ăn trong quán cơm và rửa bát. Một cô bé mới 13 tuổi, hàng ngày phải làm việc cật lực từ sáng đến tối, hết bưng bê rồi lại rửa bát quét dọn. Sau khi đến làm phục vụ ở quán cơm được hai hôm, trong lúc dọn bàn ăn cô thấy có rất nhiều cơm và thức ăn thừa những miếng thịt thật ngon nhưng con cá khách gọi nhưng mới chỉ ăn hết có một nửa đồ ăn ngon thế này mà bỏ đi thì phí lắm dồn lại bà chủ cũng cho người ta đem về cho lợn trong khi bố và hai em ở nhà chẳng có gì mà ăn nếu cô đem những đồ ăn thừa này về cho họ chắc là họ vui lắm nghĩ như vậy nên hương quyết định hỏi bà chủ quán đứng trước mặt bà cô cúi mặt Hai ngón chân cái cứ dây dây vào nhau, vân vê vạt áo, còn miệng thì ấp úng. Bác Hoa ơi, cháu... Hương à, cháu có chuyện gì thế? Cháu muốn hỏi bác là cho cháu xin những thức ăn thừa kia có được không ạ? À? Bà chủ quá nhìn Hương, vẻ rụt rè nhút nhát trông thật tội nghiệp. Bà biết cô phải can đảm lắm, mới đến hỏi bà như vậy. Vì cô mới đến đây làm được qua hai ngày, việc còn chưa quen mà đã dám xin đồ ăn. Bà Hoa bước đến gần Hương Nở một nụ cười hiền hậu Rồi xoa đầu cô và bảo Cháu xem cái gì còn ăn được thì lấy nhé Đem cả cơm và canh về nữa Thật không ạ à? Bà Hoa gật đầu Hương mừng quính lên Nói lời cảm ơn dối rít Rồi nhanh chóng quay ra làm việc Thế là từ hôm đó Khi cô dọn bàn ăn Cứ những món ăn thừa nhiều và còn ngon Là cô để nó vào trong những chiếc hộp Cất nhờ vào trong tủ lạnh của nhà hàng đến tối cô đem về nhà cho bố và em cũng nhờ đó bố và em của cô được ăn những bữa cơm ngon hơn điều đó làm cho hương thấy vui và có thêm động lực làm việc dù vất vả cực nhọc nhưng cô cũng chẳng kêu ca gì mà trái lại thấy lòng mình luôn vui và tràn ngập niềm hạnh phúc mấy tuần trôi qua bây giờ hương đã quen với các công việc ở nhà hàng rồi chẳng còn sợ như lúc mới đến nữa nhớ ngày mới đến làm mỗi lần bưng cơm canh ra cho khách tay hương run run cô bấm ngón chân nhón bước từng bước một vì sợ ngã sẽ làm đổ đồ ăn và sẽ bị bà chủ mắng không trả tiền công thế mà đến nay mới có mấy tuần hương quen việc chân tay cô nhanh thoăn thoắt ngay cả những vị khách hay đến ăn ở nhà hàng cũng khen cô nhanh nhẹn và biết việc những lời động viên của bà chủ những câu khen ngợi của khách và cả những món đồ ăn thừa mà bà chủ cho làm cho Hương thấy phấn khởi. Cô làm việc chẳng biết mệt là gì, mà ngược lại cô còn thấy rất vui nữa là đằng khác. Hương luôn cho mình là người may mắn vì có việc làm. Hằng ngày cô vừa được ăn no, lại vừa có cơm thức ăn mang về cho bố và các em. Nhiều hôm phải rửa bát đến tận 8-9 giờ tối mới xong, Hương về nhà với bọc thức ăn thừa trong giỏ xe đạp mà lòng vui phơi phới cô cứ nghĩ đến hình ảnh hai đứa em nhỏ của mình ngồi xuống bàn và suýt xoa khen đồ ăn ngon mà chị đem về là lòng thấy hạnh phúc một niềm hạnh phúc thật ngây thơ và chua xót từ ngày mẹ mất và bố bị tai nạn thấy chị em hương phải bỏ học để đi làm nhiều người hàng xóm cũng thương tình thỉnh thoảng họ lại đem sang cho nhà cô vài cân gạo các anh chị em họ hàng của bố mẹ hương cũng thương chị em cô lắm nhưng vì kinh tế nhà họ không dư giả gì Nên cũng chỉ giúp được mớ rau, yến gạo Chứ chẳng ai có thể đùm bọc được chị em cô Thời gian cứ lặng lẽ trôi Mới đấy mà cũng đã 3 năm Hương bây giờ đã trổ mã trở thành một thiếu nữ Từ một cô gái đen nhẻm Có đôi mắt to Và làn da ngâm ngâm Mái tóc khô xác Và đôi bàn tay thô ráp Hương dậy thì da rẻ mịn màng và sáng hơn Tuy vẻ bề ngoài của cô không được xinh đẹp như nhiều đứa bạn cùng trang lứa, nhưng bù lại, Hương có rất nhiều đức tính tốt. Cô rất chăm chỉ, chịu khó và thật thà, và đó là một trong những lý do mà cô được nhiều người xung quanh quý mến. Sau 3 năm làm phục vụ ở quán ăn, do Hương đã lớn hơn, cô nhận thức được mức độ nặng nhọc của công việc và thu nhập, nên cô quyết định xin nghỉ việc ở quán ăn để đi tìm những công việc khác đỡ vất vả hơn. Thời gian đầu, cô xin được việc phụ bán quần áo và trông coi cửa hàng ở chợ nhưng công việc này cô cũng không duy trì được bao lâu chỉ sau một năm là cô nghỉ và đi tìm việc khác sau mấy ngày đạp xe hết các cửa hàng ở trên phố hương cũng tìm được một công việc mới đó là bán bánh mì thuê công việc này khá nhẹ nhàng lại có nhiều thời gian rảnh nhưng như người ta thường nói nhàn cư vi bất thiện Chính vì công việc không quá bận rộn nên Hương có nhiều thời gian rảnh rỗi, và những lúc rảnh như thế, cô lại vào quán internet ngay bên cạnh cửa hàng bánh mì để lên mạng chat. Nhờ thế, Hương cũng đã quen được rất nhiều người bạn mới ở trên mạng. Cô chat với họ và thấy rất vui, cô thêm yêu đời và yêu cuộc sống. Rồi cũng trong một lần lên mạng chat, Hương đã tình cờ quen với một người thanh niên tên Tuấn. Anh ta khoảng 30 tuổi, gần gấp đôi tuổi của Hương. Nhà Tuấn ở dưới quê, anh ta lên thành phố làm để kiếm tiền. Hương và Tuấn tuy chênh lệch về tuổi tác, nhưng sau vài lần chat với nhau thì lại thấy rất hợp nhau. Từ đó, hai người họ lên mạng chat tâm sự với nhau ngày một nhiều hơn. Một cô gái mới lớn, không được học hành tử tế và chẳng có nhiều bạn bè, nay có Tuấn làm bạn, thì Hương thấy hạnh phúc vô cùng. Những lần nói chuyện với Tuấn Hương tâm sự cho anh nghe về hoàn cảnh gia đình và cuộc sống của bản thân Tuấn nhiệt tình động viên và an ủi Hương cố gắng vượt qua khó khăn Và chờ đợi một tương lai tốt đẹp phía trước Tuy chỉ là quen nhau trên mạng, chưa biết mặt nhau Nhưng khi Hương thấy Tuấn quan tâm, động viên và chia sẻ rất chân thành với mình Thì cô rất cảm động Tuấn như thổi vào hồn cô những luồng sinh khí mới Làm cho cô thấy yêu đời và tin tưởng ở cuộc sống tương lai trong mắt hương lúc này tuấn giống như một thần tượng mọi lời nói của anh đều làm cho cô thấy ấm lòng và rồi thế là con tim cô rung động những rung động đầu đời của một cô gái mới lớn những ngày sau đó hương và tuấn vẫn tiếp tục tâm sự với nhau qua mạng mỗi lần lên mạng chat nếu cô không gặp được tuấn là lại thấy buồn và nhớ nhung anh ta sự nhớ nhung đó lớn dần lớn dần và trở thành niềm khao khát Hương khao khát được nói chuyện với Tuấn Được tâm sự với anh ta Và được nghe anh ta động viên an ủi Và cuối cùng Không kìm nén nổi tình cảm trong lòng mình Trong một lần ngồi chat với nhau Hương đã thổ lộ tình cảm của mình với Tuấn Anh Tuấn này Em rất quý anh Em muốn làm bạn gái của anh Anh cũng rất quý và thương em Từ trước đến giờ Anh chưa thấy hợp với cô gái nào giống như em Có lẽ chúng ta là hai nửa của nhau nên mới có tâm hồn đồng điệu như vậy em cũng vậy em cũng không ngờ cuộc đời mình lại có thể gặp được một người như anh anh cho em niềm tin vào cuộc sống vậy chúng mình gặp nhau nhé vâng vậy là sau mấy tháng quen nhau trên mạng hương và tuấn quyết định hẹn gặp nhau để biết mặt tại một quán nước trong thành phố hương đang ngồi đợi người yêu mình đến do đây là lần đầu hai người gặp mặt nên cô hồi hộp lắm Tim cô cứ đập thình thịch Còn hai má thì nóng bừng Khoảng vài phút sau thì Tuấn đến Theo như thông tin mà hai người đã thống nhất Về cách ăn mặc Nên vừa nhìn thấy Tuấn bước vào quán Là Hương nhận ra anh ngay Chiếc áo sơ mi màu xanh Và chiếc mũ đội đầu màu trắng Em đến lâu chưa? Tuấn bỏ mũ Anh ta ngồi xuống ghế và lên tiếng hỏi Hương Dạ em vừa đến ạ Hương vừa nói vừa quan sát kỹ người yêu một lượt. Chống ngực cô vẫn cứ liên hồi đập mạnh. Trước mặt cô là một người đàn ông hơi già. Anh ta có nước da đen, đôi lông mày rậm và cái mũi rất thấp. Nói chung là già và xấu. Nếu đứng cùng với cô, người ngoài không biết có thể nghĩ cô và Tuấn là hai bố con. Nhưng không sao, cô yêu anh ta nên cái vẻ bề ngoài đó chẳng quan trọng gì. Hương nghĩ như vậy và tiếp tục ngồi nói chuyện với người yêu. Trong mắt cô, Tuấn vẫn thực sự là một người đáng tin cậy và đáng để cô dựa vào. Còn Tuấn, anh ta từng trải và đã rất già đời trong tình trường. Anh ta đã qua tay rất nhiều cô gái. Hôm nay gặp được Hương, tuy cô không xinh nhưng được cái non tơ và ngây thơ một cách đáng yêu nên Tuấn cũng không muốn đánh mất mối tình này. Sau lần gặp mặt đầu tiên, Tuấn và Hương tiếp tục có nhiều cuộc hẹn hò khác và hai người chính thức trở thành người yêu của nhau. Lúc này Hương mới hơn 17 tuổi, cô ngây thơ và dễ tin nên không cưỡng lại được những lời đường mật của Tuấn. Đồng ý làm người yêu của anh ta khi anh ta có tuổi đời gần gấp đôi mình. Và rồi trong một lần hai người hẹn hò đi chơi, trời bất ngờ đổ mưa tầm tã. Hai người chạy vào một quán vắng vẻ bên đường để trú mưa. Đứng cạnh người yêu, hai mắt Tuấn cứ trợn tròn và nhìn chầm chầm vào chiếc áo ướt đang dính vào cơ thể Hương. Những đường cong trên cơ thể cô gái mới lớn nhô ra rõ ràng, cái ngực phập phồng, cái eo thon gọn và làn da non mềm mại. Cơn dục vọng của Tuấn bùng lên, anh ta dường như không cưỡng lại được mà muốn chiếm lấy Hương, chiếm lấy cái cơ thể non mềm kia. Không vội, Tuấn tự nhủ bản thân mình như vậy và cố kìm nén cơn dục vọng của mình xuống. Anh ta bước đến gần Hương Nắm lấy tay cô Miệng ghé sát vào tay cô và thì thầm Hương, anh yêu em Anh sẽ mãi mãi bên em Để mang những nụ cười hạnh phúc đến cho em Em chính là người con gái Mà anh yêu thương nhất cuộc đời này Cả đời này anh chỉ yêu mình em Tuấn nói xong Thì chạm môi mình vào môi Hương Hương ngước mắt lên nhìn người yêu Đôi mắt rưng rưng khóc vì hạnh phúc Trái tim cô Lần nữa bị anh ta đánh trúng Nó rung lên vì xúc động Cô không ngờ rằng Cuộc đời một đứa con gái nghèo mồ côi mẹ như mình Có được vị ngọt của tình yêu đầu đời Tuyệt đẹp đến vậy Chắc là ông trời thương cô Biết cô chịu nhiều khó khăn vất vả và tổn thương Nên đã đem đến Tuấn bên cô Để anh che chở Bao bọc và yêu thương cô Cảm ơn anh Em cũng rất yêu anh Cả đời này em cũng sẽ chỉ có một mình anh Hương nhắm mắt lại Cô thầm cảm ơn người đàn ông đã yêu thương mình bằng cả trái tim chân thành Bằng một nụ hôn đồng cháy Lúc này Tuấn biết đã mê hoặc được người yêu Nên anh ta tiếp tục dùng lời đường mật để rủ cô về phòng trọ của mình Anh ta bảo với Hương là về phòng trọ của anh ta Để hai người tâm sự bên nhau và cảm nhận hạnh phúc của tình yêu nhiều hơn nữa Hương nghe xong những lời thủ thỉ của người yêu Thần chí cô như bay biến hết trong đầu cô bên tai cô lúc này chỉ còn nghe được những lời yêu thương và hạnh phúc nên cô gật đầu đồng, đồng ý đi theo tuấn và thế rồi chuyện gì đến nó cũng đã đến tại căn phòng trọ của tuấn hương đã trao đời con gái cho người yêu của mình mà không hề so đo tính toán bất cứ chuyện gì những ngày sau đó hương tiếp tục nghe lời người yêu cô quyết định dọn đến ở cùng với tuấn trong căn phòng trọ của anh ta và hai người sống như vợ chồng Hương bỏ lại người bố tàn tật và hai đứa em thơ dại ở nhà. Cô Tùng vẫn phải đi bán vé số để kiếm sống, còn cô tí cũng phải nghỉ học ở nhà để chăm sóc cho bố. Hương không về nhà, cô ở cùng Tuấn, nhưng hàng ngày vẫn đi bán bánh mì để lấy tiền mưu sinh. Số tiền cô kiếm được bây giờ cũng chỉ đủ lo cho cuộc sống của bản thân cô, chứ chẳng có đâu mà gửi về cho bố. Từ ngày cô bỏ đi, mặc dù cô vẫn sống ở thành phố này, nhưng cô chẳng dám về nhà vì sợ bố mắng thỉnh thoảng hương mới đưa được cho cô tùng vài trăm nghìn cầm về thuốc thang cho bố bố hương cũng biết chuyện cô ra ngoài với trai hàng xóm người ta đồn ầm lên và có người đến nói với ông như vậy bố hương cay đắng nghiến răng thật chặt một lần nữa những giọt nước mắt lại lăn dài trên đôi má người đàn ông gầy gò ốm yếu cuộc đời ông cay đắng đến thế là cùng tất cả cũng là tại ông vì ông nghèo vì ông bệnh tật nên mới để các con ông khổ giá như vợ ông không chết giá như ông không bị tai nạn thì con ông cũng đâu đến nỗi nó sẽ được học hành đến nơi đến trốn nó không phải ra đời bươn trải quá sớm để đến nỗi mù quáng nghe theo lời dụ dỗ của người ta rất nhiều đêm sau ngày hương bỏ nhà đi ông mình cứ khóc và hàng đêm không ngủ ông thương con bao nhiêu thì lại thấy trách mình bấy nhiêu Tâm can ông cứ như là có ai đó đang giày xéo Cô Tùng thấy bố mặt mũi hốc hát Hai mắt thâm quầng và sâu hắm Thì lo lắng Có một hôm trên đường đi bán vé số Nó quyết định qua tiệm bánh mì Mở hương làm thuê để gọi cô về Chị ơi chị về nhà đi Bố lo cho chị lắm Tao không về Mày lớn rồi mày là con trai Mày lo cho bố được Cứ coi như là tao đi lấy chồng rồi Chị nhưng Không nhân nhị gì hết Mày về đi." Hương vô tình đuổi em trai về, cô Tùng quay mặt đi, nó gạt nước mắt và tiếp tục hành trình bán vé số. Từ đây nó biết trách nhiệm đổ lên vai mình, chị nó bỏ đi rồi, nó phải gánh trách nhiệm nuôi bố và em. Trở lại với cuộc sống của Hương, sau một thời gian đầu khi cô mới dọn đến ở cùng, anh ta chiều cô hết mức, nâng cô như nâng trứng và dùng những lời lẽ ngọt ngào đường mật để đối xử với cô. Nhưng chỉ một thời gian sau, khi Tuấn đã no sôi chán chè rồi, thì anh ta mới hiện nguyên hình bản chất thật của con người mình. Trước đây khi yêu nhau, Hương không gặp Tuấn nhiều nên chưa có dịp chứng kiến bản chất thật của con người anh ta. Bây giờ dọn về sống chung, anh ta mới hiện nguyên hình là một thằng đàn ông tồi tệ. Đúng là sống trong chăn mới biết chăn có giận bây giờ hương nhìn rõ tuấn là người đàn ông không có chí làm ăn anh ta chỉ bóc ngắn cắn dài đi làm được bao nhiêu tiền thì anh ta rủ bạn bè nhậu nhẹt và tiêu xài hết chẳng lo lắng gì cho tương lai hương thấy thế nên có lần đã nói với anh ta anh tuấn này từ bây giờ anh tiêu pha tiết kiệm lại mỗi tháng để dành lấy một ít để nay mai còn lo cho cuộc sống gia đình nữa chứ tiền tao làm ra thì tao tiêu liên quan gì đến mày mà mày can thiệp nhưng còn tương lai chúng ta thì sao? rồi nay mai chúng ta còn có con nữa chứ? tao không quan tâm đến tương lai, sống đi đâu tao hay đến đó. kể anh, mình trưởng thành rồi, có gia đình thì phải nghĩ cho cuộc sống sau này chứ. ơ hay, con danh này mới dám lên mặt dạy đời bố mày hả? bố nói cho mày biết, tiền bố kiếm được, bố thích tiêu gì thì kệ bố. mày cấm nói lằng nhằng, có ngày bố đấm cho vỡ mồm đấy. Tuấn trợn mắt. Cái cổ của hắn ta gân lên Bạnh ra như một con rắn hổ mang Mặt mày tím tái Hương nhìn thấy hắn ta như vậy Mà sợ run người Sợ Tuấn đánh thật Nên cô không dám hé răng nói thêm câu nào nữa Tuy nhiên những ngày sau đó Tuấn vẫn tiếp tục Cái thói ăn chơi như vậy Và Hương cảm thấy khó chịu Cô không nhịn được nên lại tiếp tục cào nhau Sao ngày nào anh cũng nhậu nhẹt bi bọt thế Tiền kiếm ra thì cũng nên tiêu pha tiết kiệm Phòng khi ốm đau chứ Làm được đồng nào ăn hết đồng đó Nay mai ai lo Mẹ con danh này Bố mày cảnh cáo mày bao nhiêu lần Mà mày không hiểu sao Mày thích kiểm soát bố mày à Này thì kiểm soát này Kiểm soát này Tuấn vừa gân cổ Vừa xông tới tát liên lịa vào mặt hương liên tiếp mấy cái liền Bàn tay anh ta hằn rõ trên má hương Máu từ khóe miệng chảy ra Cảm giác đau đớn Cả tâm hồn lẫn thể xác hương bật khóc môi cô rung lên và nước mắt chảy ra trên khuôn mặt sau khi đánh hương tuấn bỏ đi đêm hôm đó anh ta không về rồi tiếp theo những ngày sau đó anh ta vẫn giữ nguyên bản chất của mình làm được đâu tiêu xài ăn chơi hết khi về nhà thì lại mắng chửi hương một cách thậm tệ cay đắng bất ức hương chỉ biết khóc mỗi khi đêm về cô nghĩ về người mẹ đã mất người cha tàn tật và hai đứa em trai nhỏ ở nhà ý nghĩ bỏ tuấn xuất hiện trong đầu cô cô thấy anh ta không xứng đáng với mình và không thực sự yêu mình như những gì mà anh ta nói trước đó suy nghĩ như vậy nhưng mỗi lần định bỏ đi thì cô lại không sao đi nổi vì cô còn rất yêu tuấn anh ta là người yêu đầu đời của cô tình cảm cô dành cho anh ta quá lớn quá sâu đậm nên không nỡ bỏ đi không nỡ dứt bỏ anh ta Hương đành ngậm ngồi cắn răng chịu đựng Ở lại sống chung với Tuấn Với hy vọng một ngày nào đó Anh ta có thể sẽ thay tính đổi nít Và cô sẽ hạnh phúc Một thời gian sau Hương phát hiện mình mang thai Cô vui mừng báo với người yêu Anh Tuấn ơi Chúng ta sắp có con rồi Em có thai được 8 tuần rồi Vậy sao? Sau khi nghe Hương nói Tuấn không tỏ ra vui mừng một chút nào Nhưng hình như anh ta cũng ý thức được Việc mình sắp làm cha Nên dặn dò cô vài câu Nhớ ăn uống đầy đủ Và đi lại cẩn thận vào Vâng Hương cười hạnh phúc Trong thâm tâm cô đang mường tượng đến cảnh từ nay Tuấn sẽ thay đổi vì hai người sắp có con Anh sẽ nghĩ về con Và trí thú làm ăn Để lo cho cuộc sống gia đình Nhưng những hy vọng đó của Hương Không bao giờ thành hiện thực khi những thoái hư tật xấu ở trong con người Tuấn đã trở thành bản chất. Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Tuấn vẫn la cà lêu lỏng như vậy, mặc dù anh đã hơn 30 tuổi đầu. Và cái thai trong bụng của Hương chính là sợi dây vô hình đã đẩy Hương vào sự bi kịch của một cuộc tình chớp nhoáng. Ngay sau khi có thai, Hương đã vội vã yêu cầu Tuấn đưa mình về quê để ra mắt bố mẹ anh và cho hai người làm lễ cưới ngồi trên ô tô khách theo người chồng hờ về quê mà tinh thần hương phấn khởi cô vui mừng vì nghĩ rằng rồi đây cô và tuấn sẽ chính thức trở thành vợ chồng cô sắp có một gia đình hạnh phúc nắm lấy tay người yêu hương nhẹ nhàng gục đầu vào vai anh ta hướng mắt qua cửa kính xe nhìn ra những cánh đồng lúa xanh trên con đường dẫn vào nhà chồng tương lai mà cô thấy hạnh phúc khẽ chạm tay xuống bụng mình hương nói với đứa con trong bụng mình gần về nhà ông bà nội rồi tại nhà của bố mẹ tuấn trái với những mường tượng của hương bố mẹ anh ta vừa nhìn thấy hương đã không ưng rồi nhất là sau khi nghe cô kể về gia cảnh của mình thì họ lại càng tỏ ra thất vọng tối hôm đó sau khi ăn cơm xong tuấn và hương ngồi báo cáo với bố mẹ anh về việc cô đã mang thai và xin phép họ cho hai người tổ chức lễ cưới bà liễu nghe xong thì phản đối luôn các anh các chị sống buông thả với nhau bây giờ có thai thì tự giải quyết nhà tôi không chấp nhận một đứa con dâu có chửa trước bao giờ kìa bác cháu và anh tuấn yêu nhau cái thai trong bụng cháu là con của anh tuấn tôi không biết nó là con của thằng tuấn hay là con của ai tôi đã nói rồi nhà tôi không chấp nhận đứa con dâu chưa cưới đã sắp đẻ bà liễu nói xong thì bỏ vào trong buồng bố của tuấn cũng đứng dậy đi theo ông ta không nói câu nào còn tuấn anh đang ngồi im vẻ mặt vẫn tỉnh bơ như không hề có chuyện gì xảy ra hương ngồi bất động hai mắt cô đỏ hoe tất cả mọi sự hy vọng của cô bị dập tắt hoàn toàn đêm hôm đó cô nằm trên chiếc giường nhỏ trong căn buồng chật hẹp của nhà người yêu hương không dám cựa và cũng chẳng dám thở mạnh cô không ngủ không phải vì lạ nhà hay lạ giường mà là vì cô đang rất sốc. Đôi mắt của cô buồn bã nhìn vào khoảng không vô định. Tiếng cốc nhái, ánh hương kêu bên ngoài càng làm cho tinh thần cô bất ổn. Và cô khóc, những giọt nước mắt mặn chát giống như trái đắng của tình yêu đầu đời mà cô đang nếm trải. Đêm đó Tuấn không có ở nhà. Anh ta lấy lý do lâu ngày mới về quê nên đi bù khố với bạn bè. Anh ta để Hương ở nhà một mình trong ngôi nhà lạ lẫm. Cứ nghĩ đến những ngày tiếp theo của cuộc đời mình là cô không thể ngừng khóc được. Cái thai trong bụng đang ngày lớn dần, người yêu cô thì hững, bố mẹ chồng không chấp nhận, vậy cô biết làm thế nào đây? Mẹ ơi, bất giác trong cơn tuyệt vọng, cô gọi mẹ. Giá như ngày đó mẹ cô không chết, chắc nhà cô không nghèo như bây giờ, và bố mẹ Tuấn chắc cũng không hắt hội cô như vậy. Không biết Bố mẹ của Tuấn nói không đồng ý chấp nhận cô làm con dâu vì cô có trở trước. Nhưng thực ra không phải vậy. Họ không đồng ý cho cô lấy con trai họ vì nhà cô nghèo. Họ sợ cô sẽ trở thành gánh nặng, thành kẻ ăn bám trong gia đình họ. Cuộc đời đúng là chua xót. Đôi khi nghèo cũng là cái tội. Cuộc đời hương quá bất hạnh khi không còn mẹ. Bố cô lại tàn tật, chẳng có gì để cho cô. Chính vì vậy nên cô mới bị người ta khinh rẻ như vậy. Ngay ngày hôm sau, Tuấn và Hương trở lại thành phố. Hương cứ tưởng rằng khi mình bị nhà chồng xua đuổi thì Tuấn sẽ chăm sóc quan tâm và yêu thương đến cô nhiều hơn. Nhưng không, anh ta cũng nghe theo lời của những người thân trong gia đình mình mà thờ ơ với cô. Từ hôm về quê xong, Tuấn luôn tỏ ra lạnh nhạt với Hương. Đến lúc này thì Hương thực sự hiểu được cái kết cục chát đắng của cuộc tình sét đánh của mình. Sau nhiều đêm suy nghĩ, hương đã quyết định đi đến bệnh viện để bỏ cái thai tuy nhiên các bác sĩ cho biết thai nhi đã lớn không thể phá bỏ được nên cô đành ngậm ngồi trở về trong nước mắt chấp nhận cuộc sống tạm bợ với tuấn và sinh đứa con trong bụng ra nhưng đến lúc này ngay cả cuộc sống tạm bợ của mình với tuấn cũng không còn nữa vì anh ta không chỉ lạnh nhạt với cô mà còn tìm cách để cao chạy xa bay một hôm trong lúc hương đi làm anh ta đã gọi điện cho cô và bảo Em này Mẹ vừa gọi điện lên bảo anh về nhà gấp Vì bố bị bệnh Nên là anh về nhà ít hôm rồi lên nhé Bố bị ốm mà anh Có nặng không Anh cũng không rõ Gấp gấp quá anh không hỏi được nhiều Vâng Vậy anh về quê luôn đi Hương nghe điện thoại của Tuấn xong Thì đứng bần thần Cô thấy hơi nóng ruột Khi nghe tin bố của Tuấn ốm Nên cũng muốn về quê cùng Tuấn Để chăm sóc cho ông Hương nghĩ mặc dù bố mẹ của tuấn không chấp nhận cô nhưng hiện giờ ông đang bệnh dù gì cô cũng ở với tuấn hai người lại sắp có con nên cũng xem như là đã là vợ của anh việc chăm sóc bố mẹ chồng lúc ốm đau cũng là đương nhiên biết đâu sau lần này ông bà lại cảm động và chấp nhận cô thì sao nghĩ như vậy nên lập tức hương gọi điện về cho tuấn và nói cô cũng muốn về thăm và chăm sóc bố của anh nghe hương nói vậy Tuấn giả vờ quan tâm lo lắng Em đang bụng mang dạ trở như thế Đi lại xe cộ không được tốt đâu Ảnh hưởng đến đứa trẻ trong bụng Để một mình anh về Vài hôm bố khỏe là anh lên ngay với em Vâng Câu nói của Tuấn Làm cho Hương thấy ấm lòng Nên dù cô không được cùng anh ta về quê Chăm sóc cho bố của anh ta Nhưng cô cũng thấy yên tâm 10 ngày Rồi 15 ngày trôi qua Tuấn nói về quê nhưng lại bật vô âm tín. Anh ta không gọi điện cho cô một lần nào. Cô gọi điện cho anh ta để hỏi thăm thì cũng thấy không liên lạc được. Lo sợ Tuấn xảy ra chuyện gì không may gì đó, nên Hương vác cái bụng bầu lật đật bắt xe khách một mình về quê của anh ta. Vào đến sân, nhìn thấy mẹ của Tuấn, Hương đỗ vội vàng hỏi: "Bác ơi, bác trai có xa không ạ?" Anh Tuấn về lâu quá Con không liên lạc được Nên là lo lắng quá Sao? Ông ấy vẫn khỏe đang cuốc ngồi vườn kia kìa Ai bảo là ông ấy bị sao? Là anh Tuấn nói Bác gọi điện lên Bảo bác trai bị ốm nên là về quê từ nửa tháng trước rồi ạ à? Vơ vẩn Nó về đây ngày nào? Bà Liễu chỉ nói có thế Rồi không thèm tiếp Hương nữa Mà đi luôn ra vườn Hương nhìn theo ra vườn Thì thấy đúng là bố của Tuấn đang cuốc đất thật Vậy là Tuấn đã nói dối Anh ta lừa cô Anh ta không về quê mà đi nơi khác Anh ta có ý định bỏ cô và bỏ đứa con trong bụng Trời ơi Hương đứng bất động giữa sân nhà của người chồng hờ Người cô run lên Hai mắt nhòe đi Cúi mặt nhìn đứa con trong bụng Cô đưa tay lau nước mắt rồi lặng lẽ quay mặt bước đi Những bước chân đờ đẫn và vô vọng Hương trở lại thành phố Cô về căn phòng trọ của cô và Tuấn từng sống Khi cô về đến nơi Thì bà chủ trọ cho biết Là hôm qua bà ấy gặp Tuấn ở ngoài đường Anh ta nhắn bà nói với cô rằng Là hãy tự nuôi con một mình Anh ta sẽ không bao giờ gặp lại cô nữa Hương nghe xong lời nhắn của người yêu Mới như giết đánh ngang tay Chân cô khuyệu luôn xuống đất Vì nỗi đau quá lớn Cô thấn thở như người mất hồn Không thể khóc thành lời Mấy ngày sau Hương không đi làm Cô cứ nằm bẹp trong phòng và nghĩ về cuộc đời mình Cô cay đắng chỉ biết nức nghẹn khi nghĩ về cuộc tình chóng vánh mù quáng của mình Cô giận chính bản thân mình Cô căm phẫn gã chồng hờ bạc tình bạc nghĩa Nước mắt chảy ra Đôi môi hương mím chặt Nỗi uất hận hiện rõ trên khuôn mặt và trong từng mạch máu của cô Và cô nhớ đến người cha khốn khổ bệnh tật của mình Cô thương cha, thương em Cô cũng biết rằng bố cô luôn yêu thương và rộng lượng tha thứ cho cô nhưng cô nào còn mặt mũi mà trở về gặp ông ấy bây giờ bố cô sẽ đau đớn tủi nhục khi thấy đứa con gái của mình không chồng mà chửa cô không đủ can đảm để trở về gặp người cha đã sinh ra mình nỗi tủi nhục và hổ thẹn bủa vây hương chỉ biết khóc và trách mình đã ngu dại đã nghe theo những lời đường mật bỏ lại bố và các em để chạy theo cái thứ gọi là tình yêu đầu đời Kết quả bây giờ là như thế này đây, không chồng mà chửa. Cô mang tiếng là đứa con gái mất nết lăng loàn. Con cô sau này sinh ra nó cũng mang cái tiếng không có cha. Đau đớn tột cùng. Có lúc Hương định giải thoát khỏi cuộc đời vũ vàng này, nhưng nghĩ đến đứa con trong bụng, cô muốn mình tiếp tục sống. Phải, cô cần phải sống và sống mạnh mẽ để sinh con ra và làm chỗ dựa cho con cô sau này. Dù thế nào cô cũng sống và sinh nó ra. Hương tự nhủ như vậy và quên đi cái ý nghĩ tiêu cực trong đầu mình. Nuốt nước mắt vào trong, cô cố gắng làm việc mỗi ngày để có tiền nuôi sống bản thân. Nhưng khi cô mang thai đến tháng thứ 6, cái bụng to ra, đi lại khó khăn, cô lại hay ốm đau nên không thể làm thuê để kiếm tiền được nữa. Không có tiền đóng nhà trọ, Hương phải khăn gói đi lang thang trong vô định, ăn xin qua ngày. Lúc thì cô ngủ ở công viên, khi đi ngủ nhờ ở một cái quán nào đó có hôm trời mưa gió hương đang loay hoay tìm chỗ trú mưa thì gặp hai người cảnh sát trật tự họ thấy cô đêm tối trời mưa gió mà vẫn ở công viên thì bước đến hỏi nhà cô ở đâu mà giờ vẫn còn ở đây em em thấy hương ấp úng không trả lời được người cảnh sát nghi ngờ và tiếp tục hỏi đề nghị cô cho chúng tôi xem giấy tờ tùy thân em em không có giấy tờ tùy thân ạ à? không có giấy tờ tùy thân sợ bị cảnh sát đưa về đồn người cô run lên mặt thì tái đi cô đứng co do còn miệng thì ra sức van xin hương nói với cảnh sát mình không phải là người xấu cô khóc lóc kể lể hoàn cảnh của mình cho hai người cảnh sát nghe với hy vọng họ sẽ thương tình mà không bắt cô đi sau khi nghe hương kể họ nhìn cô một lượt rồi chép miệng thở dài họ nói với cô là sẽ giúp đỡ đưa cô về trung tâm bảo trợ xã hội của thành phố để được an toàn hương cúi đầu cảm ơn rồi cùng họ lên xe về trung tâm bảo trợ xã hội tại đó cô được hỗ trợ ăn uống và chỗ ngủ nhưng cuộc đời còn cả một chuỗi ngày dài phía trước cô biết mình chỉ có thể xin ở lại đây cho đến khi sinh xong còn sau đó cô thực sự không dám nghĩ về những ngày sau đó cô sẽ đi đâu làm gì để nuôi con mỗi ngày trôi qua với hương đều chìm trong buồn khổ và lo lắng cô cứ nghĩ đến người cha già của mình và đứa con sắp chào đời đang đạp ở trong bụng là nước mắt lại chảy ra thế rồi vào một buổi chiều hương bị sốt cao cô nằm li bì mấy tiếng thì được mấy cô ở trung tâm bảo trợ phát hiện họ lập tức đưa cô vào viện bác sĩ nói cô bị sốt virus và lại còn đang có dấu hiệu sinh non họ cần phải mổ lấy cái thai ra để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và con chẳng có tiền chẳng có người thân ruột thịt nào hương phó mặc tính mạng của mình cho các bác sĩ các cô ở trung tâm bảo trợ cũng nói về hoàn cảnh của hương cho bác sĩ nghe và nhờ họ giúp đỡ cuối cùng thì ca phẫu thuật của hương cũng xong đứa con sinh non phải nằm trong lồng ấp còn hương cô vẫn nằm trong phòng hậu phẫu với hy vọng mình và đứa con trai sớm khỏe mạnh để có thể bắt đầu một cuộc đời mới nhưng nỗi đau này chưa qua nỗi đau khác lại ập đến khi hương vẫn còn nằm trên giường bệnh vết mổ đẻ vẫn còn rất đau khiến cô chưa thể đi lại được thì cô nghe tin con mình bị viêm phổi nặng các bác sĩ đang cứu chữa cho nó nhờ cô y tá dìu mình ra đứng bên ngoài cửa kính để nhìn con Hương đứng yếu ớt, một tay cô bám vào mặt kính, một tay vịn vào vai chị y tá, đôi chân chỉ trực muốn khuỵu xuống. Đứa con còn đò hòn của cô đang nằm ở bên trong với đầy những thứ dây dọa quanh người. Đôi mắt nó nhắm tịt lại và nó nằm im bất động. Chẳng biết con mình gặp phải chuyện gì, liệu có phải là nó đang nguy hiểm hay không? Nhưng tự nhiên, Hương thấy sống lưng mình lạnh toát. Cô dùng mình một cái Hai chân cô giống như không có xương Và cô đổ gục người mình Và người cô y tá Đôi mắt nhắm tịt Hai hàng nước mắt tự động chảy ra Trên khuôn mặt non nớt trắng bệch Hương mới 18 tuổi Cái tuổi đời rất trẻ để làm mẹ Và cũng rất trẻ để chịu những nỗi đau Sau đó hai ngày thì con của Hương mất Luồng sinh khí Chút hy vọng cuối cùng về cuộc đời của Hương cũng không còn Cô không gào khóc Nói đúng hơn là không còn nước mắt để khóc Hương cứ ngồi bất động Đôi mắt đờ đẫn vô hồn Dường như nỗi đau này là quá lớn đối với Hương Nhưng cay đắng cuộc đời cũng quá lớn đối với cô Không gia đình, không chồng con, không người thân Hương không có bất cứ một người thân yêu nào để gục đầu vào Để dựa dẫm và để khóc trên vai họ Cô ngồi đó Thân hình bé nhỏ tiều tụy như cạn kiệt sức sống Quá khứ cay đắng Hiện thực vũ phàng và tương lai mù mịt nhưng hương thấy mình không thể chết tự nhiên lúc này cô không còn nghĩ gì đến cái chết nữa mà cô tự nhủ mình cần phải sống cần phải làm gì đó cho cuộc đời mình khoảng hai tuần sau thì sức khỏe và tinh thần của hương có vẻ ổn định hơn cô gửi lời cảm ơn đến những cô chú anh chị trong trung tâm bảo trợ xã hội đã kêu mang cô và xin phép họ rời đi đêm trước ngày hương quyết định rời đi cô thảo Giám đốc trung tâm đã cầm lấy tay cô và nói, "Cố gắng lên cháu, cuộc đời cháu còn dài, còn cả tương lai phía trước. Chỉ cần cháu không bỏ cuộc, cô tin rằng nhất định cháu sẽ vượt qua." "Cháu cảm ơn cô." Hương để bàn tay mình trong lòng bàn tay cô Thảo, khóe mắt cô lại đỏ hoe. "Cuộc đời này thực sự vẫn còn rất nhiều người tốt, còn rất nhiều điều tươi đẹp và cô chắc chắn sẽ sống để trở thành người tốt." Và nếm được những hương vị của cuộc sống tươi đẹp đó cô sẽ bỏ lại sau lưng chuỗi ngày cơ cực đắng cay của mình để tìm đến một tương lai tươi sáng ở ngày mai rời khỏi trung tâm bảo trợ xã hội hương ra ngoài và xin đi làm thuê ở một cửa hàng bán hoa cô dự định vài tháng sau khi ổn định chỗ làm thì cô sẽ về nhà mình cô sẽ tạ tội với bố và xin lỗi các em quyết định như vậy nên hôm nay hương đã trở về khi đến đây Hương bỗng dưng lắc đầu Miệng hát ra một tiếng thở dài Sống mũi cô cay xè Còn nước mắt lại trực rơi ra Cô cố cắn chặt đôi môi Và người cô khẽ rung lên một cái Trong giây lát Cả cơ thể cô lại rung nhẹ Theo tiếng nước bật ra trên môi Dù nó cố kìm nén nhưng không thể Hương lại vẫn khóc khi nhớ lại Chuỗi ngày cơ cực của mình Bắt đầu từ cái đêm đầu tiên đó Phải Chính là cái đêm hôm đó cái đêm định mệnh Mà cô nghĩ rằng Nó sẽ hạnh phúc nhất cuộc đời người con gái Lại hóa ra thành bi kịch cho cuộc đời cô Hương đứng thần gần một hồi Rồi lấy lại sự bình tĩnh Cô đưa tay lau vội những giọt nước mắt Đang lăn dài trên khuôn mặt vẫn xanh sao Rồi tiếp tục nấu cơm Trưa hôm nay Cô sẽ nấu cơm cho bố Và các em mình và cùng ăn với họ Cô sẽ bắt đầu lại cuộc đời mình từ đây Trong ngôi nhà của mình Và trong vòng tay yêu thương của bố Vậy là kể từ hôm đó, Hương ở nhà sống cùng bố và các em, cô không ra ngoài làm thuê nữa mà tìm cách ra chợ bán rau như mẹ mình ngày xưa. Mới đầu do cô chưa quen nên thu nhập cũng chẳng được là bao, nhưng dần dần cô thành thạo hơn, cô tìm được nhiều mối khách quen nên bán được nhiều. Thu nhập của cô đủ để duy trì cuộc sống của mấy bố con. Cô Tùng đi học nghề sửa chữa xe máy, còn cô Tí thì Hương cho nó đi học lại ông bình nhìn thấy con gái trưởng thành biết lo cho các em thì mừng lắm ông ước mình có thể sống lâu tuy ông chẳng làm được cái gì nhưng ông biết mình là chỗ dựa cho các con chỉ cần ông còn sống các con của ông sẽ đủ tinh thần và sức mạnh để vượt qua khó khăn ba năm trôi qua cô tùng đã học nghề xong và có thể đi làm kiếm tiền nó lo được cho bố và nuôi em ăn học thương chị gái nên có lần nó bảo với hương chị hương ơi bây giờ em lớn rồi em có thể lo cho gia đình mình chị là con gái nên có ai yêu thì chị đi lấy chồng đi ờ chị chắc chả có ai yêu đâu em thấy bác mai hàng xóm nói là sẽ là mối cho chị lấy cháu của bác ấy đấy bác ấy bảo với bố rồi hôm sau chắc bố sẽ nói với chị vậy à vâng chị nhớ nhá nếu ưng người ta thì cứ đồng ý đi chứ đừng lo cho bố và chúng em nữa nhé cô tùng nói xong thì quay đi Hương đứng nhìn theo nó Thấy có chút ngậm ngùi Thực ra thì cô chưa hề quyết định lấy chồng Mà phải nói là không dám nghĩ đến chuyện lấy chồng Cô biết mình không hề xinh đẹp Nhà lại nghèo Quá khứ của cô từng trải qua Cũng chẳng tốt đẹp gì Mọi người trong khu phố Cũng biết cô từng bỏ nhà theo trai Cuối cùng bị đá Nên mới quay về nhà Với cái quá khứ như vậy Thì làm gì có ai dám hỏi cưới cô cho con trai nhỏ họ với lại, sau một lần bị phản bội cay đắng, trái tim của Hương bị tổn thương quá lớn. Bây giờ, nghĩ sẽ bắt đầu lại với một ai đó, Hương có cảm giác sợ. Cô sợ họ phát hiện ra quá khứ của mình, sợ họ chạm vào nỗi đau của mình và sợ một lần nữa lại bị tổn thương. Nên thôi, cô chấp nhận cuộc sống như hiện tại. Chẳng cần lấy chồng, mà chỉ cần sống vui vẻ bên bố và các em là được. Rồi, đúng như lời cô Tùng nói, chỉ mấy hôm sau bố hương đã gọi hương lại và bảo bác mai định làm mối con cho thằng việt là cháu có bác ấy là người ở vùng bên thấy bảo nó cũng hiền lành ngoan ngoãn gia cảnh cũng nghèo giống như ta ý con thế nào chăng con không lấy chồng đâu bố con sẽ ở lại đây để chăm sóc bố không được đâu con con gái lớn thì phải lấy chồng chứ không thể ở một mình mãi được bố già rồi cũng chết đi thằng tùng giờ cũng lo được cho thằng tý rồi nhưng chắc gì họ đã đồng ý lấy con, nhà mình lại nghèo. Ừ, nhà mình nghèo, nhưng nhà họ cũng nghèo mà, miễn họ không chê là được. Bố đồng ý rồi, hôm sau bác Mai dẫn cậu ấy đến, con ưng thì bố gả. Hương im lặng, cô nhìn vào đôi mắt của bố, ánh mắt buồn lõm sâu trên đôi gò má. Làn da ông bổng beo vì phải ở trong nhà quá nhiều năm. Năm nay sức khỏe của ông yếu đi nhiều, ông ăn kém hơn và ho nhiều hơn có lẽ ông đang lo lắng cho sức khỏe của mình và lo lắng cho tương lai của các con nhất là hương đứa con gái từng lầm lỡ đã đến tuổi lấy chồng ông sẽ không yên lòng nếu chẳng may mình nhắm mắt xuôi tay mà hương vẫn còn cô độc ông vẫn luôn nói với hương rằng con gái có thì cái thì con gái nếu qua đi thì khó lấy chồng lắm nhất là với hoàn cảnh của cô như hiện nay cuối cùng thì hương cũng nghe theo lời bố Cô đồng ý gặp mặt người đàn ông tên Việt là cháu của bà Mai hàng xóm nhà cô. Ấn tượng đầu tiên của Hương về Việt cũng không mấy thiện cảm. Cô thấy anh là người ít nói, cũng xấu trai và hơn cô 5 tuổi. Nhà nghèo nên anh ta cũng không được học hành tử tế mà chỉ ở nhà phụ bố mẹ làm nông. Bà Mai bảo thôi thì nồi nào úp vung đấy. Nhà cô và nhà Việt cũng tương xứng nhau nên nếu lấy nhau rồi thì dễ đồng cảm chứ những nhà khá giả thì không ai lấy đứa con gái nhà nghèo như cô về làm dâu bao giờ hương nghe bà mai nói thì cũng hiểu cô thì cũng đâu có xinh đẹp gì mà được quyền kén chọn nên thôi nghe lời bố hương đồng ý lấy việt làm chồng với hy vọng anh ta cũng yêu thương mình thực sự còn cuộc sống khó khăn chỉ cần cô và anh cố gắng là sẽ vượt qua đám cưới của hương và việt diễn ra rất ống cúng nói là đám cưới cho hai Chứ thực ra bố cô chỉ làm có vài mâm cơm để kính báo tổ tiên và mời anh em họ hàng gần nhất. Chứ tiền đâu mà nhà cô làm cỗ. Xính lễ nhà trai mang đến nhà cô cũng đâu có gì. Chỉ đôi triệu tiền mặt và mấy cơ chầu. Đăng ký xong là Hương theo chồng về nhà anh làm dâu. Chứ cũng chẳng có xe hoa đón rước gì. Nhà chồng Hương nghèo y như là nhà cô vậy. Căn nhà liêu siêu chỉ vỏn vẹn khoảng 20 mét vuông. Chiếc giường của vợ chồng cô được dựng lên từ bốn cái trụ cây mới chặt nan giường được kết thành từng mảnh từ cây tre nhìn chiếc giường tuân hôn của mình hương thấy có đôi chút thất vọng và hơi buồn nhưng rồi cô cũng đặt lưỡi không sao miễn là cuộc sống vợ chồng hạnh phúc là được trước khi cưới hương chưa từng về nhà việt chơi bao giờ vì hai người cưới nhau do mai mối nên sau khi anh đến nhà cô và cô đồng ý thì chỉ một tuần sau là cô và anh làm đám cưới Thời gian gấp gáp Hương thấy cũng chẳng cần năm non gì Đằng nào cô cũng biết là nhà anh nghèo Giống như nhà cô còn gì Nên có gì mà phải buồn và thất vọng Hương tự nhủ như vậy Và cố gắng để làm tốt bổn phận làm vợ Làm dâu trong nhà Mỗi buổi sáng Hương phải thức dậy trước 5 giờ Để lo cơm nước cho cả nhà Do nhà chồng cách xa nhà Hương Nên cô phải nghỉ việc bán rau ở chợ Cô ở nhà làm ruộng với bố mẹ chồng Nhà chồng Hương có mấy xào ruộng Đến vụ lúa thì trồng lúa Hết vụ lúa thì trồng ngô trồng khoai Từ ngày cô Hương về làm dâu Bố mẹ chồng giao công việc đồng áng cho vợ chồng cô Có những ngày thu hoạch xong Cô và chồng ra đồng cuốc đất Mảnh ruộng to tướng Mỗi người cuốc một đầu Đến trưa thì ai nấy tự vác cuốc về Chứ chẳng nói chuyện với nhau cô nào Việt quá ít nói vợ chồng về ở với nhau nhưng anh ta cứ lầm lì mới về nhà chồng hương còn lạ nước lạ cái mọi thứ với cô còn bỡ ngỡ nhưng anh cũng kể chẳng một câu hỏi thăm hay nói một lời động viên bao giờ nhiều lúc hương thấy thủ thân vô cùng cô thấy mình cô đơn lạc lõng mệt mỏi buồn phiền cũng chẳng có ai bồ bạn tâm sự chồng là người gần gũi với cô nhất nhưng anh ta cũng lạnh lùng thờ ơ với cô như người xa lạ sống ở nhà chồng một thời gian Hương phát hiện ra rất nhiều tật xấu của những người trong gia đình và cô hiểu ra một phần lý do vì sao nhà chồng cô mãi vẫn nghèo. Đó là vì mẹ chồng cô ăn rất hoang và bà ấy còn ăn tham nữa. Ngày Hương mới về làm dâu được cô mấy ngày chưa hiểu tính cách mẹ chồng nên có một lần chị gái của chồng cô lấy chồng ở làng bên có gửi sang biếu bố mẹ mình một cân thịt lợn. Trưa hôm đó mẹ chồng Hương bảo cô đem luộc thịt. Nghe lời bà Hương luộc xong Thì Thái bày ra đĩa và đặt vào mâm cơm Đến khi cả nhà ngồi xuống ăn cơm Cả bố mẹ chồng Và chồng Hương đều ăn rất ngon miệng Nhưng họ không gắp cho cô Và cũng không bảo cô gắp ăn Thế là Hương đánh liều gắp một miếng Vừa đưa một miếng thịt lợn bỏ vào miệng Chưa kịp nhai Thì Việt ngồi bên cạnh đã lửa mắt sang cô Ánh mắt của anh ta có vẻ bực bội Hương thấy hơi sợ Cô cúi mặt và cố nhai nuốt muống thịt ở trong miệng từ đó đến cuối bữa Cô chẳng dám gắp thêm miếng nào nữa Tối hôm đó khi đi ngủ Việt cao mày nói Từ sau ai cho bố mẹ cái gì thì cô không được ăn Sao thế Chỉ là mấy miếng thịt lợn thôi mà ừ. Cô nói gì Chỉ là mấy miếng thịt lợn thôi á Nó đặt lắm đấy Cô xem cả cái làng này toàn ăn rau ăn cháo Mấy nhà có thịt để ăn Chị gái tôi thương bố mẹ nên là gửi về Cô là con dâu sao ăn được Hương im lặng sau cô nói của chồng cô thấy hơi sượng mặt giống như anh ta bảo cô là người không biết gì không bằng đúng là ngày đó kinh tế khó khăn nhà nào cũng chỉ rau cháo bữa đói bữa no nhất là lại ở cái vùng nông thôn hẻo lánh này thì cuộc sống của người dân lại càng khổ hơn ăn còn chả đủ no lấy đâu mà có tiền mua thức ăn tuy chỉ là mấy miếng thịt lợn nhưng nhà chồng cô cũng cho nó là xa xỉ lắm hương thì không nghĩ vậy cô đơn giản nghĩ nó là thức ăn Nên khi ăn cơm đã gắp một miếng Nhưng nào ngờ Hầy ai... Hương thở dài Cô thực sự không hiểu tại sao gia đình nhà chồng Lại có cách cư xử như vậy Dù gì cô cũng là con cái trong nhà Là thành viên trong gia đình cái mà Hương nằm xuống giường Cô nghĩ như vậy và thấy ấm ức trong lòng Tuy nhiên Cũng từ đó Cô nhận ra được cái đức tính tham ăn đó của mẹ chồng Nên ai cho cái gì hoặc nhà có gì ngon là cô không dám ăn Mà để cho bố mẹ chồng và chồng mình ăn hết Nhà mẹ chồng Hương rất nghèo ấy thế nhưng mỗi lần cô đi chợ Là bà bắt phải mua những món mà bà thích Thỉnh thoảng bà yêu cầu cô phải mua thịt bò Trứng vịt lộn về cho bà thưởng thức Còn việc chồng của Hương Thì trong nhà lúc nào cũng phải có rượu và thuốc lào Nếu lâu mà mẹ chồng Hương không được ăn mấy món mà bà thích hoặc chồng hương thấy hết rượu là y như rằng cô bị mắng chửi một lần hương đi chợ do chẳng có nhiều tiền nên là cô chỉ mua được mớ rau và một ít thức ăn không mua được trứng vịt lộn cho mẹ chồng tối hôm đó ngồi ăn cơm việt lăng xăng chuẩn bị nào là gừng và rau răm để mẹ mình ăn trứng nhưng đợi mãi mà không thấy hương đem trứng vịt lộn lên đã thế cô lại còn ngồi xuống ăn cơm rất tỉnh bơ việt bực mình trợn mắt nhìn cô một quát lớn Nay không mua trứng cho mẹ hả Nay hết tiền Em chỉ còn đủ mua rau thôi Nên để hôm sau em đi chợ thì mua Cô làm con dâu cái kiểu gì thế hả Là phụ nữ Phải biết lo liệu gia đình Không có thì phải đi vay Mấy quả trứng đáng bao nhiêu tiền Chắc sợ tốn đi là nói vậy chứ gì Mẹ chồng Hương bĩu môi Nói mấy câu ra vẻ giận dỗi Còn Hương Cô hốt hoảng thanh minh Không phải vậy đâu mẹ Nay con hết tiền thật ạ à? Thôi cô im đi Từ sau liệu liệu mà lo Nếu cô không lo được Thì bảo để tôi còn biết Việt vằn mắt Anh ta đập đôi đũa xuống mâm thật mạnh Làm bát nước canh sánh đổ cả ra ngoài Bữa cơm hôm đó Hương ngồi ăn giống như bị tra tấn vậy Tối hôm đó trở đi Có hôm nào mẹ chồng nói muốn ăn trứng hay là thịt Là Hương lại phải dành tiền mua món đó Sau đó mới tính đến những món khác có khi mâm cơm chỉ có rau dưa và đĩa tiếp kho nhưng mẹ chồng cô thích ăn gì là phải có đành rằng là thi thoảng mẹ chồng mới đòi ăn tươi một bữa và rượu thuốc lào của chồng và bố chồng cũng chẳng tốn bao nhiêu tiền nhưng hoàn cảnh gia đình đang nghèo như thế thì những khoản chi phí này mỗi tháng cũng làm mất một khoản tiền nhất định chính vì vậy lúc nào nhà cô cũng trong tình trạng thiếu có đồng nào xào đồng đó Chẳng bao giờ trong nhà có đến vài trăm nghìn Cuộc sống vất vả của Hương ở nhà chồng cứ trôi đi như vậy Nhưng cô luôn tâm niệm rằng Đã lấy chồng thì sẽ theo chồng Dù cuộc sống có khó khăn Cô cũng sẽ cố gắng khắc phục Cô sẽ không làm gì Để bố cô phải suy nghĩ và lo lắng cho cô Đời ông như thế đã quá khổ rồi Cô mong phần đời còn lại của ông sẽ được hưởng phúc Khi thấy con gái yên bể ra thất một năm trôi qua khi hương đã quen với cuộc sống ở bên nhà chồng cô thấy rằng nếu cứ ở nhà làm ruộng thì kinh tế chẳng bao giờ khá được làm thế nào cũng chỉ đủ ăn mà thôi cô muốn thay đổi kinh tế gia đình và quyết định sẽ đi buôn cô nói với mẹ chồng mẹ à con tính ở nhà làm nông chẳng ăn thua nên là định sẽ đi muôn buôn bán gì ở cái xóa xỉnh này thì ba nào nó mua gì mà muốn đi chả bán con tính là sẽ ra chợ xem tình hình thấy mặt hàng nào buôn được thì mình buôn tùy chị chị làm gì thì làm miễn không thiệt hại đến cái nhà này là được vậy là mẹ chồng hương tuy không mấy hào hứng ủng hộ nhưng bà cũng không phản đối việc hương đi buôn ngay hôm sau cô ra chợ và tìm hiểu các mặt hàng ở đó hương nhận thấy rằng mặt hàng hoa quả ở đây buôn bán rất tốt nên cô dự định sẽ buôn mặt hàng đó do chỉ có một ít tiền để làm vốn, chưa có tiền mua xe máy, nên Hương sử dụng chiếc xe đạp cũ của mình làm phương tiện. Cô lân la tìm chỗ lấy hoa quả rồi trở ra chợ bán. Dần dần Hương quen thổ, cô nhanh chóng tìm được mấy mối bỏ trái cây. Ngày ngày cô đạp xe đạp đi gần 20 cây số mua hàng chất lên xe để trở về bán ở chợ gần nhà. Hương tuy sức phóc nhỏ bé nhưng cô rất nhanh nhẹn và khỏe có ngày cô chở tới một tạ hoa quả trên chiếc xe đạp của mình nói là đi xe nhưng thực tế cô đẩy xe nhiều hơn chứ xe hàng nặng như vậy đường lại có nhiều đoạn khó đi làm sao mà cô có thể đạp nổi mỗi ngày đi lấy được hàng về đến chợ thì hương cũng mệt bơ phờ cả người nhưng đổi lại cô muốn bán có duyên hàng lấy hôm nào về bán hết hôm đó nên cô rất phấn khởi kinh tế nhà cô nhờ đó cũng dễ thở hơn nhưng hôm đi chợ bán hết hàng sớm Hương lại tranh thủ ra đầm bắt cua bắt ốc về Đem bán kiếm thêm được vài đồng Thế nhưng tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống Một mình Hương phải lo chạy vậy chi tiêu cho cuộc sống của cả nhà Vài rào ruộng mà bố mẹ chồng làm Có vụ chỉ đủ lương thực ăn Có vụ ngô, đỗ Sau khi thu hoạch thì mẹ chồng bán và cầm tiền hết Mọi thứ trong nhà vẫn đến tay Hương lo liệu Cô làm suốt ngày lúc nào quần cũng ống thấp ống cao mà vẫn thấy thiếu đủ thứ rồi hết mùa hoa quả hương chuyển sang đi mua ve chai phế liệu hàng ngày cô đạp xe rong ruổi khắp nơi để mua sắt vụn mấy ngày đầu đi về cô giao nhiều khản cả tiếng nhưng chồng và mẹ chồng cũng không ai hỏi thăm cô nào họ mặc định những việc mà hương làm là đương nhiên cô phải làm không cần biết cô có vất vả cực nhọc hay không mà chỉ cần kiếm được tiền là được còn những việc khác họ không quan tâm Nhiều lúc Hương cũng nản Cô làm quần quật cả ngày Mà tiền lúc nào cũng chẳng thấy đâu Đến miếng ngon Cô cũng chẳng dám ăn bao giờ Cô nhịn ăn nhịn mặc Để lo cho gia đình nhà chồng Với hy vọng cuộc sống sau này của mình bớt khổ Khoảng mấy tháng sau Thì Hương có bầu Nhờ rời Phú cho cô có sức khỏe Có thai Nhưng cô không bị ngén hay là mệt mỏi gì nên vẫn đi làm đồng và đi chợ mua ve chai được. Chỉ có điều đi buôn sắt vụn thì không kiếm được bao nhiêu tiền, nên mẹ chồng cô vẫn không hài lòng cho lắm. Khi Hương có bỏ được 6 tháng, cái bụng bầu của cô vượt cả mặt, cô vẫn đạp xe đi mua phế liệu. Vậy mà tối về, mẹ chồng cô vẫn còn đai nghiến. Ngày nào cũng đi từ sáng đến tối, mà tiền trả thế đâu, chắc lại tư túi hết rồi. Mẹ, con đi mua phế liệu thì kiếm được bao nhiêu đâu ạ được nhiều được ít tôi có nằm trong túi chị đâu mà biết được kể mẹ sao mẹ lại nói vậy con nhặt nhạnh từng đồng là vì gia đình chứ con có để riêng xu nào mà mẹ bảo con tư túi nếu mẹ không thích thì từ mai con không đi nữa à hôm nay chị dám giở cái giọng đó với tôi à chị thách thức tôi hả chị giỏi đi chị ở nhà ra đồng một cốc đất cho tôi thì con có chơi bao giờ đâu Hôm nào nghỉ chợ Con vẫn ra ruộng làm còn gì Nhà này có việc gì mà thiếu tay con đâu Hương mấy hôm nay Thấy mệt mỏi cho người Nhưng nghĩ sắp sinh con Mà không có tiền Nên cô cố đi chợ Nhưng bây giờ buôn bán khó khăn Cái nghề buôn đồng nát của cô Cũng chẳng kiếm được bao nhiêu tiền Ngày vài chục nghìn Mua rau là hết Vất vả cố gắng là thế Nhưng mẹ chồng cô không thông cảm động viên Mà vẫn cố tình đay nghiến nhịn mãi rồi Hôm nay Hương thấy bực mình cho người Không thể nhịn được nữa Nên là cái lại bà Mẹ chồng cô mọi ngày thấy cô không cãi gì Nhưng hôm nay bị bà nói Cô cố cãi lại Thì tức giò người lên Bà trợn mắt mà hét vào mặt cô Con này hôm nay giỏi Mày dám thách thức bà hả Mày còn bảo việc gì cũng đến tay mày Hóa ra là mày bảo nhà bà vô dụng Sống phụ thuộc mày hả Được hôm nay bà mày không cho mày mấy cái tát Thì bà không phải là người Bà chiều mày mãi quen rồi Bốp bốp Này thì láo này Bà đánh cho chừa cái thói hỗn láo đi Bố mẹ mày chết hết rồi Nên là không dạy được mày đúng không Con gái con đứa 3 tuổi danh Đã bỏ nhà đi theo trai rồi Nhà bà hết phúc Nên mới lấy phải cái loại mày Mẹ chồng Hương vừa chửi vừa tát Liên liệu vào mặt Hương mấy cái Ý định của bà ta là cảnh cáo Hương Để cho cô sợ mà từ sau Không dám cái nữa nhưng hôm nay hương không sợ bao lâu nay cô không nói không cãi và nhẫn nhịn là vì cô nghĩ đến bố mình và nghĩ về quá khứ của mình cũng như cái bổn phận làm dâu của mình nay cô liên tục bị mẹ chồng chửi bới quay khinh hôm nay bà ta còn đánh cô chửi bố mẹ cô và nhắc đến cái quá khứ đau khổ mà cô đang muốn quên đi thì cô không thể nhịn được nữa rồi hương đứng nghiêng người từ từ ngẩng cái mặt vừa bị đánh của mình lên và đưa hai mắt sắc lạnh nhìn mẹ chồng Vén mấy sợi tóc còn vướng trên mặt sang một bên Hương không khóc Cô lao nhanh đến gần mẹ chồng không chút sợ ái Và đẩy cho bà ta một cái Sao bà dám đánh thôi Bà tưởng tôi dễ bắt nạt sao Bao lâu nay tôi nhịn nhục ở trong cái nhà này Vì tôi nghĩ rằng mình có thể hạnh phúc Tôi cố gắng làm ngày làm đêm Mồ hôi chảy xuống dòng dòng Cũng là vì mong cho cái nhà này được vui vẻ Nhưng bà Chính bà là người không muốn cho tôi được sống vui vẻ Tôi làm trâu làm ngựa phục vụ bà Nhưng bà đối xử với tôi như thế nào hả Bà ăn ngon, ăn tham Bà ăn mà không nghĩ đến người đi làm lấy tiền mua cho bà ăn Bà bảo vô phúc mới lấy phải tôi Nhưng tôi thấy phải là tôi vô phúc mới phải Nhà bà cũng nghèo khít xác Có thằng con trai thì giờ ông dở thằng Không làm được cái thích sự gì Không có ai dám lấy Tôi mù nên mới lấy vải anh ta Và làm con dâu bà Hương như kẻ đi loạn Cô gầm lên cãi lại mẹ chồng Việt và bố chồng cô từ trong nhà Thấy hai người cãi nhau to Thì vội vàng chạy ra Việt nhìn thấy mẹ anh ta đang ngã sóng xoài ở sân Thì lao đến túm tóc của Hương kéo mạnh Con này mày láo Mày dám đánh mẹ tao hả Tao đánh đấy Bà ta đánh tao trước Tao hầu ăn hầu ngủ cho nhà mày Nhưng mày cũng như là mẹ mày Luôn chèn ép bắt nạt tao Hôm nay tao không nhịn nữa Tao quyết sống mái với nhà mày Mẹ con đĩ này, nay mày láo quá rồi, bố mày cho mày chết. Việt kéo tóc Hương sành sạch, anh ta lôi cô đến cái cột nhà bằng gỗ và quấn chặt tóc cô vào đấy. Hương bị đau mặt cô tái đi, nhưng miệng cô mắm chặt rất khoát không kêu. Cô nhìn tiên chồng tàn bạo của mình bằng ánh mắt đầy sự cam phẫn. Lấy hết sức lực còn lại trong người, Hương co chân lên đạp mạnh cho hắn ta một cái, trúng vào bộ hạ, bất ngờ bị đạp mạnh. Việt đau quá Mồm hắn ta kêu lên oai oái Một chân co lên Hai tay cứ ôm chặt lấy cái đó của mình mà kêu Hắn vừa kêu vừa ôm đùi nhảy lò cò vài vòng Khi có vẻ bớt đau Hắn tức tối chạy nhanh vào trong bếp Và cầm ra một con dao lớn Ông Lương vừa đỡ vợ mình dậy xong Thấy con trai mặt hầm hầm vác dao từ trong bếp chạy ra Thì hốt hoảng kêu to Việt ơi bố xin con Nó đang bụng mang ra chữa ông lương vừa kêu vừa lao nhanh theo và ôm việt từ phía sau cố gắng giữ chặt người hắn ta lại bố buông con ra này con phải giết nó nó láo quá không chịu được con ơi bố xin con mặc cho ông lương cố tình ngăn cản việt dãy ruộng hòng thoát ra để chạy đến chỗ hương nhưng lúc này hương nhìn thấy chồng mình cầm dao cô sợ quá vội vàng bỏ chạy sang nhà hàng xóm một lúc sau thì có mấy người hàng xóm chạy sang cùng ông lương can ngăn việt đến sáng hôm sau thì cô mới dám mò về nhà lúc này mẹ chồng và chồng hương vẫn còn tức giận nhưng họ cũng không lồng lộn như hôm qua nữa mà chỉ chửi mắng mấy câu mà hương vẫn thường nghe bây giờ thì hương im lặng cô không cãi lại mà cứ bình thản làm việc của mình mẹ chồng chửi chán thì cũng thôi chồng hương giận mãi thì cũng hết hương không bỏ đi và nhà chồng hương cũng không đuổi cô ở cái làng quê nghèo này cuộc sống nó là như vậy vợ chồng mẹ con có thể cãi nhau chửi nhau rồi đánh nhau nhưng họ vẫn chấp nhận sống chung với nhau tuy không yêu quý gì nhau nhưng họ tuyệt nhiên không nghĩ đến việc sẽ bỏ chồng hoặc đuổi con dâu ra khỏi nhà không xin lỗi không câu nói làm hòa mà họ cứ thế sống với nhau lâu dần Thời gian cũng làm họ quên đi những xung đột trước đó và sống cùng nhau. Nhà chồng Hương cũng vậy. Và cuộc sống của cô cứ trôi qua như thế cho đến ngày cô gần sinh nở. Lúc này bụng Hương đã lớn, đi lại khó khăn nên cô không đi chợ buôn được nữa. Cô chỉ ở nhà làm việc nhà và cùng chồng lo việc đồng áng. Sau khi thu hoạch vụ ngô xong, Hương bán và đưa tiền cho mẹ chồng. Mẹ chồng cô sau khi cầm tiền mà con dâu đưa Thì rút ra tờ 200 nghìn Rối vào tay cô và bảo Cầm lấy mà đi mua ít tã lót Sắp đẻ đến nơi rồi còn gì Hương cầm 200 nghìn Mẹ chồng đưa Cô chẳng biết nói gì Vì không biết với 200 nghìn này Cô sẽ mua được những gì Mấy ngày sau Khi Hương đang loay hoay giặt lại Mấy thứ đồ sơ sinh cũ Mà chị hàng xóm cho Thì cô Tùng sang chơi Tùng bây giờ đã lấy vợ Và làm ăn khấm khá hơn trước Nên thỉnh thoảng nó lại sang thăm chị gái Biết cuộc sống của chị vất vả Nên thỉnh thoảng sang Nó rú cho vài đồng Hôm nay chắc là biết chị gái sắp đến ngày sinh Nên Tùng lại sang Sau khi ngồi chơi một lúc Nó gọi Hương ra ngoài cổng Và đưa cho cô một triệu Em biết là chị không có tiền Nên là em cho chị vài đồng Lấy tiền mà đi sinh Mẹ mất rồi em là đàn ông nên chẳng ai sang chăm sóc được cho chị ừ hương cầm lấy tiền của em trai mà bắt lại rơm rớm từ ngày cô đi lấy chồng mà không phải nói là từ cái ngày cô bỏ đi thì tùng đã phải thay cô gánh vác gia đình rồi từ việc kiếm tiền nuôi bố lo cho em và lấy vợ tất cả nó đều phải tự lo hết cô may sau ngày bố cô mất nó được một cô gái gia đình khấm khá thương yêu nên sau khi lấy vợ Cuộc sống của nó đỡ vất vả hơn nhiều Nó lo được cho cô đi ăn học Giờ thỉnh thoảng vẫn còn đè bỏng thêm cả cô Chị xin lỗi Chị đã làm khổ em rồi Chị nói cái gì vậy Chúng ta là chị em mà Thôi chị vào nhà đi Khi nào chuyển dạ thì gọi cho em Em sẽ sang Ừ Tùng ra về Hương đứng lặng người Nhìn theo bóng em trai khuất dần Trong con ngõ dài hun hút mà lòng cô quặn thắt. Cô thấy đời mình khổ, lại còn liên lụy đến cả em trai. Mấy năm đi lấy chồng, Hương sống thật khổ, nhưng cô không dám ca thán một lời vì sợ bố buồn. Rồi sau khi bố mất, dù có cãi nhau với mẹ chồng và bị chồng đánh, Hương cũng chưa một lần dám nghĩ đến việc rời khỏi nhà chồng, nhất là khi cô đang bộ mang dạ trở thế này. Cứ nhớ lại việc mình lang thang trên đường Ngày cô chữa đứa con đầu tiên Mới hương dùng mình sợ hãi Ngày đó Nếu như cô có gia đình Có ngôi nhà để trú chân Thì có lẽ con cô không chết vì sinh non như vậy Mấy tháng trước Khi cãi nhau với mẹ chồng và chồng Rồi chồng cô có ý định giết cô Thì cô cũng có ý định bỏ đi rồi Nhưng đi đâu Câu hỏi đó tự nhiên xuất hiện trong đầu Làm cô chuồn bước Không thể lèo mình lang thang bên ngoài nữa không thể vì bản thân mà làm hại đến con cô được Về nhà ư Không thể Cô không thể về nhà Vì sợ làm gánh nặng cho em trai và em dâu Nên cô đã cố nhịn Cô nhịn nhục sống ở nhà chồng vì con mình Rồi ngày hương sinh cũng đến May mắn là cô dễ đẻ Nên sau khi ra trạm xá Có mấy tiếng đồng hồ là cô đẻ Ngày cô đi đẻ Bên cạnh mình chỉ có mỗi em trai Nhà chồng chẳng thấy bóng dáng một ai Họ để mặc Hương một mình vật lộn với cơn đau quằn quại Rồi khi mẹ con Hương về nhà Họ cũng không đoái hoài gì đến cô Tùng phải bảo vợ sang ở để chăm sóc cho Hương một tuần Bảy ngày nằm trong buồng cữ Nhờ đứa em dâu giúp đỡ việc ăn uống vệ sinh và chăm con Đêm đêm mẹ con cô nằm bên ngọn đèn dầu leo lét Những lúc con khóc hay chờ trời quấy khóc Là Hương cũng khóc Cảm giác tuổi thân cơ cực vô cùng Nhưng cứ nhìn thấy con Cảm giác được ôm con vào lòng rất dễ chịu Làm cô tan biến hết mọi tủ nhục Hương thấy hạnh phúc Vì có con Vì được làm mẹ Sau khi em dâu về nhà Hương phải tự mình dậy lo hết cơm nước trong nhà Rồi khi con cô tròn một tháng Mẹ chồng cô bảo Từ mai để nó ở nhà để tao trông Đi làm gì kiếm tiền Chứ cứ ở nhà ôm nhau thế này thì lấy gì mà ăn Vâng Hương biết con mình còn non Và mình cũng còn yếu Nhưng nếu cô cứ ở nhà thì không có tiền Không những là tiền ăn uống sinh hoạt hàng ngày của cả nhà Mà cả tiền thuốc thang cho con lúc ốm đau cô cũng chẳng có Nên thôi Cực chẳng đã Hương phải gồng mình dậy Cô để con ở nhà cho mẹ chồng trông Và bắt đầu ra ngoài kiếm tiền Lúc này người dân trong làng đang bắt đầu vào vụ thu hoạch ngô nếp hương quyết định mua ngô bắp nhà họ về luộc xong đem ra chợ bán kiếm lời công việc vất vả mưa nắng thất thường nên nhiều hôm cô bán về muộn hoặc ế hàng mang về thế là mẹ chồng cô lại chửi người làm sao của chim ba làm vậy cái mặt lúc nào cũng nặng như chì thế kia thì ma nào nó dám đến mua mà buôn với chả bán đúng là đồ ăn hại buôn bán thì cũng có ngày nọ ngày kia người bán thì nhiều người mua thì ít đầy người bán ấy chứ có phải mình con đâu lại cãi rồi mở mồm ra là cãi tao nói thế sai chắc Ví nặng không bán được còn đổ tại thời tiết hả cái gì mà mày lại cãi nhau với mẹ thế hả mày càng ngày càng láo đấy giọng nói của việt từ trong buồng phát ra thì ra anh ta say rượu đang nằm vật vã ở bên trong nghe tiếng lải nhải của mẹ mình và vợ bên ngoài thì bực mình đi ra và quát vợ hương nghe cái giọng nói của chồng là biết anh ta đang say nên cố tình im lặng nhưng việt thấy cô im thì tưởng cô coi thường mình nên trợn mắt chửi mẹ con này mày câm hả tao hỏi có chuyện gì không có chuyện gì nó đi bán hàng ế ẩm đến tối mới vác rác về tao nói nó còn gân cổ lên cãi bà man đang tức thấy con trai say rượu đi ra thì không can ngăn anh ta mà còn cố tình nói thêm dầu vào lửa. Việt nghe mẹ mình nói xong thì xông tới đá luôn cho Hương mới phát vào người. Mẹ thì sư mày, mày thích cái à? Này thì cãi này, cãi này. Việt vớ lấy cái chổi và dùng cán của nó phang liên tiếp vào người Hương. Sợ hãi, cô lại bỏ chạy qua nhà hàng xóm để trốn. Cô ngồi co do ở góc hè nhà người hàng xóm. Mệt quá, cô dựa đầu vào tường và ngủ thiếp đi lúc nào chẳng biết đến khi chị hàng xóm đi làm về thì hương mới bừng tỉnh vội vàng quay về nhà lúc này chồng cô đã ngủ còn mẹ chồng cô bế con trai cô trên tay liên mồm chửi mày đi đâu mà giờ mới về để cho bố mày khóc lóc làm bà không dỗ được hương im lặng cô không dám hé răng cãi lại mẹ chồng nữa mà vội vàng bế con vào trong nhà ngủ do chồng cô say rượu sợ anh ta đạp vào con nên Hương trải cái chiếu cũ xuống đất và ôm con nằm ngủ. Thời gian trôi nhanh, con của Hương mới ngày nào, bây giờ cũng được 6 tháng. Nó biết bò và biết ngồi rồi. Hương vui lắm, đi làm về nhìn thấy con là mọi cực nhọc vất vả tan biến hết. Cô tự nhủ mình sẽ sống ở đây nhịn nhục vì con. Chỉ cần có con là cô sẽ vượt qua tất cả. Thế nhưng ông trời không chiều lòng người. Khi Hương vẫn luôn cố gắng và nhịn nhục, thì chồng cô Anh ta lại đổ đốn Trước kia vài ngày anh ta mới say rượu một lần Bây giờ ngày nào anh ta cũng say Mà hệ cứ say Là anh ta chửi bới và đánh đọc cô Cộng thêm với sự suối bẩy từ mẹ chồng Nên những trận đòn mà Hương phải chịu Ngày một nhiều Có một lần Bị đánh đau quá Hương không nhịn được Nên đã ôm con bắt xe về nhà em trai Nhìn thấy Hương bế con sang nhà mình Tùng vui mừng hỏi Nay chị rảnh thế lại cho cháu sang đây chơi hả Ừ chị mệt Nên muốn nghỉ ngơi vài hôm Hương cố tình giấu em mình Chuyện bị chồng đánh Cô không muốn Tùng phải lo lắng Lần này ôm con ra khỏi nhà chồng Hương không muốn quay lại ngôi nhà đó nữa Nhưng thực sự Cô không biết đi đâu Nên cũng chỉ dám ở lại nhà em trai Vài hôm rồi quay về Cô không thể ở lại nhà của Tùng Nó sẽ làm cho em trai cô Khó xử với nhà vợ mảnh đất và ngôi nhà bây giờ tùng ở là của bố mẹ vợ cho cô không thể quay về vở đó nuốt nước mắt vào trong hương lì mặt ôm con trở về từ hôm cô bế con đi nhà chồng cũng chẳng ai thèm quan tâm xem cô đi đâu còn sống hay không nay cô về mẹ chồng nhìn thấy thì bĩu môi tôi tưởng chị đi được mãi nếu đi được thì đi luôn đi chắc không có chỗ nào nó chứa chứ gì Hương im lặng Cô cõng con rồi cúi mặt đi vào trong nhà Nước mắt vẫn lăn dài Trên nôn gò má đen sạm và gầy gò Không còn chỗ nương thân Nên Hương chấp nhận trơ mặt Mặc cho mẹ chồng và chồng Có mang nhức chửi bới thế nào Cô cũng im Cô sẽ tiếp tục sống ở đây Và nuôi con mình khôn lớn Rồi Hương quyết định không đi buôn nữa Cô thấy đất nhà mình rộng Ruộng vườn sẵn Nên cô làm chuồng để chăn nuôi lợn ban đầu cô dùng số tiền ít ỏi của mình để mua một con lợn về gây nái nhờ cô mất tay tận dụng thức ăn sẵn có nên con lợn giống mà cô mua lớn rất nhanh và bắt đầu sinh sản cứ mỗi năm nó đẻ vài lứa lứa nào cũng được trên chục con cô bán những đàn lợn con đó lấy tiền trang trải cho cuộc sống và nuôi con nhưng cuộc đời nhiều khi cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng trong khi hương cố nhẫn nhịn và tìm mọi cách để lo cho cuộc sống của gia đình mình tốt hơn thì chồng cô anh ta cứ càng ngày càng đổ đốn suốt ngày anh ta vẫn say khướt chửi bới đánh đập và hành hạ cô đủ đường có lần hương ra đồng cấy lúa từ sớm đến tối mới về sau khi vào bếp nấu cơm xong cô vào buồng lấy quần áo đi tắm nhưng bới mãi mà chẳng thấy một bộ quần áo của mình đâu đoán có khi là chồng mình đã vứt quần áo của mình Hương chạy lòng vòng ra đằng sau nhà và sau bếp để tìm thì thấy mấy bộ quần áo của mình đã bị đốt cháy nham nhở và vứt dưới hố phân lợn ở phía đằng sau. Cầm cái gậy trên tay, Hương móc những bộ quần áo của mình lên mà thấy mắt mình cay rẻ. Cuộc đời cô sao mà đau đớn đến vậy? Không thể mắng, không thể chửi và cũng không thể gầm lên để cãi nhau với một thằng nát rượu rồi nhận lấy những trận đòn. Nên thôi, ngậm đáng nuốt cay hương mang những bộ quần áo đó hao giặt sạch rồi phơi khô rồi may vá lại để mặc hai năm nữa lại trôi qua con trai của hương bây giờ cũng gần ba tuổi cô vẫn sống như vậy ở nhà chồng việt bắt đầu hút thuốc lào bây giờ anh ta nâng cấp mình lên một tầm cao mới không hút thuốc lào nữa mà chuyển sang hút thuốc lá mà phải là thuốc lá xịn mỗi bao thuốc vina ngày đó cũng mấy chục nghìn hút thuốc hạng sang nhưng anh ta đâu có tiết kiệm anh ta hút liên tục đầu lọc thuốc lá vứt khắp nhà ngồi ở đâu anh ta hút ở đó có những điếu thuốc việt mới hút một phần anh ta cũng vứt đi để châm điếu khác anh ta không quan tâm xem những bao thuốc đó bao nhiêu tiền cứ hết là phải có không có để anh ta chửi bới đập phá không để cho hương yên thân nên trong nhà dù không có tiền nhưng hương cũng phải lo dự trữ thuốc lá cho chồng nhiều lúc bị chồng chửi mắng đánh đập hương rơi vào tuyệt vọng cô nằm khóc hàng đêm cứ cho con ngủ xong là cô lại khóc đôi mắt cô trừng trừng nhìn vào màn đêm tối đen xung quanh cô thấy cuộc đời mình cũng tăm tối như màn đêm vậy mồ mịt không một chút ánh sáng le lói nào chiếu vào bất giác hương nhớ mẹ mình và cô lại không ngừng khóc nước mắt trẻ ra không ngừng lăn qua má rồi rơi xuống chiếc ghế cũ mẹ ơi hương gọi mẹ mình trong tiếng nức cô thấy bi kịch cuộc đời mình thực sự bắt đầu sau ngày mẹ mất giá như ngày đó mẹ cô không chết giá như con muốn đi theo mẹ hương tự nói một mình như vậy rồi cô ngồi bật dậy trên giường cúi sát mặt mình xuống mặt con trai cô đặt một độ hôn lên má của nó rồi bước xuống mở cửa buồng bước ra trong bóng đêm hương đi mãi Đi mãi Cuối cùng thì cô cũng đứng trước cái hồ nước cách nhà không xa Đứng trên bờ nhìn xuống là nước trong xanh Ánh trăng khuya mờ mờ Hương thấy bóng mình in dưới đáy hồ rung rung mờ ảo Cả không gian tĩnh lặng Xung quanh Hương chỉ có tiếng gió thổi nhẹ nhẹ Tiếng ếch nhái và tiếng côn trùng kêu Hương nghĩ mình sẽ tự giã cái cuộc đời đau khổ trong đêm nay Cô sẽ mượn cái hồ này để trả cuộc đời mình về cho cắt bụi Nước mắt của Hương chảy ra giàn rụa Cô ngước mắt Nhìn lên trời Và nhếch môi nói thầm một câu Con ơi Hôm nay trăng mờ Mẹ không nhìn thấy chị Hằng và chú cuội của con nữa rồi Hương vẫn ngửa mặt lên trời Một chân cô co lên định bước Nhưng đột nhiên Cô giật mình lùi lại Cô như người say mới tỉnh Cô tự nói với chính mình Mình còn có con nữa mà Nó đang ngủ ở nhà cơ mà hương dùng mình khi nhớ về đứa con trai của mình giữa đêm tối cô lại rời bờ hồ để quay về nhà trên đường về cô đã nghe tiếng gà gáy sáng về đến nhà hương vào giường ôm chặt con vào lòng thoáng một lúc trời đã sáng bi kịch của một lần nhắm mắt đưa chân của hương là như vậy ngay từ khi mới lấy việt về làm vợ anh thì cô đã thấy anh ngày nào cũng uống rượu và tích chữ rượu ở trong nhà hơn cả tích chữ lương thực Hương nhớ ngày mới cưới nhau, có lần cô thắc mắc với mẹ chồng là sao việc ngày nào cũng uống rượu? Thì bà Man bảo ở cái làng này thanh niên nào chả thế, trong nhà ai mà chẳng có rượu. Hương ngây thơ chưa hiểu gì nên nghĩ nó là bình thường. Sau này thì cô mới biết việc một người thường xuyên uống rượu nếu anh ta không chán đời thì chỉ có thể là anh ta nghiện. Phải, chồng Hương đã nghiện rượu từ lúc chưa lấy cô rồi bây giờ thì mức độ nghiện của anh ta ngày càng nặng việt như một con ma men rượu đã phá hủy tâm hồn và thể xác anh ta suốt ngày anh ta vật vờ trong cơn say nên không thể làm gì thần kinh yếu đi hễ uống rượu là anh ta chửi bới đánh đập có lần hương sang nhà chị hàng xóm chơi thông cảm với hoàn cảnh của hương chị ấy động viên cô sống vì con chị ấy còn nói tiếng với cô rằng công nhận mày tinh thật đấy thằng việt nó đứng cách xa mấy chục mét là biết nó say hay là không rồi tinh gì đâu chị em quen thôi nhìn cái bộ dạng chân cao chân thấp của anh ta là em biết trong người anh ta có bao nhiêu phần trăm men ấy thế nhưng vẫn chẳng thể làm gì vẫn bị người say đánh cho thừa sống thiếu chết hương cười khổ sau câu nói đùa của chị hàng xóm thôi cố gắng em ạ sống vì con thôi thấy nó say thì chạy đi cho lành vâng Hương chào chị hàng xóm ra về Cô sống mà cứ nửa như tỉnh nửa như mơ Lúc tỉnh táo Cô thấy mình cứng rắn Và tự nhủ sẽ sống vì con Nhưng mỗi khi bị chồng chửi Hay là bị đánh đòn Là tinh thần của cô bắt đầu rơi vào hoảng loạn Trong đầu cô bắt đầu xuất hiện Suy nghĩ giải thoát và chạy trốn Nhưng trốn đi đâu Khi cô không nhà không cửa Không có ai để bám víu Hương thấy sợ Cô không dám bước qua chính mình Để liều lĩnh bỏ đi Phải chăng vì cô đã bị bỏ rơi một lần Những ngày lang thang một mình Làm cho cô trở nên yếu đuối và sợ sệt Cô sợ một lần nữa Nếu mình ra đi lại Sẽ gặp cảnh trớ trêu như lần trước Và khi đó cô không biết phải vượt qua như thế nào Cô không thể để con mình bơ vơ nơi đầu đường xó chợ Nên thôi cô lại chấp nhận tiếp tục sống cuộc đời giật giờ nhà chồng nhưng rồi vào một hôm hương đang lúi húi nấu cơm tối trong bếp thì chồng cô chạy tới chiếc nhà xuống hình như anh ta hết thuốc lá nên là tìm cô để hỏi thuốc lá đâu anh lại khuất hết rồi à để bây giờ em đi mua hương lau vội cái tay ướt của mình vào vạt áo rồi chạy thử trong bếp định đi mua thuốc lá cho chồng nhưng lúc cô chạy ngang qua mặt anh ta liền bị anh ta túm lại và liên tiếp đấm đá vào người hương không thể chạy thoát cô ngã luôn ra sân để mặc cho chồng mình đánh sau một lúc khi đấm đá chán thì chồng cô mới bỏ đi hương nằm đó một lúc sau cô mới bò được dậy còn chưa đứng nổi thì ở trong nhà mẹ chồng đã gầm lên chửi sao giờ này mà cô không dọn cơm cố chống tay đứng dậy hương đi vào bếp và bưng cơm lên nhà cho bố mẹ chồng ăn bữa đó cô không ăn mà đi vào buồng nằm luôn Cô Hiếu con trai cô ngồi ăn cơm với ông bà ở nhà ngoài Ở trong buồng Hương đi đến chỗ cái xào treo quần áo Thỏ tay vào bên trong chiếc túi quần Cô lấy ra một gói giấy nhỏ Mở gói giấy đó ra Cô lấy thứ bên trong vỗ vào miệng Rồi uống một cốc nước và lên giường nằm ngủ Đến chiều ngày hôm sau Thì Hương tỉnh dậy Mở mắt ra cô ngơ ngác Khi thấy mình đang nằm ở bệnh viện Đưa tay sờ lên mặt Thấy dây dợ lòng thòng đút qua lỗ mũi vào miệng Cái bụng của cô cứ kêu lên ảo cọc Hình như bên trong đó toàn là nước Nó căng lên Làm hương thấy khó chịu Người cô mệt nhừ Đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra Thì cô Tùng và cô Tý Dẫn cô Hiếu đi vào Nó nhìn cô mà hai mắt đỏ he Chị ơi Sao chị dại thế Mẹ ơi mẹ làm sao thế Cô Hiếu chạy đến ôm lấy hương Và mếu máu khóc Hương hết nhìn hai em trai rồi lại nhìn con Đứa con tội nghiệp của cô Thì ra tối hôm trước Sau khi bị chồng đánh và mẹ chồng chửi Hương không còn tỉnh táo Nên cô đã uống thuốc ngủ để chấm dứt cuộc đời Nhưng hình như số cô chưa chết Sau khi cô uống thuốc được hơn một tiếng Thì chị hàng xóm sang gọi Chỉ nhờ cô tiêm hộ con lợn bị ốm Vào buồng lay mãi không thấy Hương tỉnh Thì hô hoán gọi người đưa cô đi bệnh viện Chị ấy cũng bảo mẹ chồng Hương Gọi cho các em cô đến Sau khi Tùng và Tý đến Thì bà Man cũng về nhà luôn Bỏ mặc chị em nhà cô ở viện Mà lo liệu cho nhau Hương nằm đó Ánh mắt cô đỏ đẫn Da cô trắng bệch, Khóe mắt đỏ lên Cô nhìn đứa con trai ngồi bên cạnh mình Cô cố nâng mình dậy Ôm lấy con và hôn vào má Tay cô nắm chặt tay con Hai hàng nước mắt chảy xuống hương thấy ân hận vô cùng cảm ơn chờ phật đã cho cô còn sống nếu như hôm qua trong lúc tuyệt vọng đó cô đã trở về cát bụi thì bây giờ cô đâu còn được nhìn thấy mặt con nhìn thấy các em trai như thế này con ơi mẹ xin lỗi hương ôm con và khóc nức nở thực sự cô không dám nhớ lại giây phút ngày hôm qua nữa nó làm cho cô như bị tê liệt chỉ một chút nữa thôi là cô đã trở thành kẻ yếu hèn vô trách nhiệm. Cô vô trách nhiệm với con mình, với những người thân ruột thịt và với chính bản thân mình. Thực sự nếu như hôm qua cô chết thì không biết rằng cuộc đời con cô nó sẽ đi đâu về đâu. Sau một tuần thì Hương được xuất viện về nhà. Từ hôm cô về, mẹ chồng không còn mắng chửi cô nhiều như trước. Chồng Hương vẫn say nhưng anh ta cũng ít đánh đập cô hơn. Rồi mẹ chồng cô qua đời Trong nhà bây giờ chỉ còn bố chồng và gia đình nhỏ của cô Hương lại cố gắng làm lụng nuôi con và lo cho cuộc sống gia đình Nhưng rồi trong một lần đi chợ Hương bị tai nạn xe máy và bị chấn thương cột sống liệt hai chân Cô phải ngồi xe lan suốt đời Từ ngày Hương bị tai nạn Bố chồng và chồng cô dọn ra ở riêng Họ không muốn ở cùng với Hương Vì cho rằng bây giờ cô là gánh nặng Hương vẫn sống trong căn nhà cũ rách nát đó cùng với con trai của mình. Hàng ngày, cô vẫn cố gắng bươn trải, chất chiêu tàn tiện nuôi con thành người. Mặc dù bây giờ Hương là người tàn tật, nhưng cô lại vô cùng lạc quan yêu đời. Cuộc sống khó khăn, nhưng cô không phải chịu áp lực từ mẹ chồng và những trận đòn của chồng nữa. Cô thấy tâm hồn mình thanh thản, sức sống hồi sinh. Hương tin rằng ông trời có mắt và ông sẽ không lấy hết bất cứ của ai cái gì. Và quả đúng như vậy, ông trời đã không phụ lòng người tốt. 15 năm trôi qua, Hương vừa làm mẹ, vừa làm cha, cô vượt qua mọi gian khó của cuộc đời. Hằng ngày vẫn trên chiếc xe lăn, nhưng Hương vẫn làm lộ mọi việc. Cuộc sống của hai mẹ con cũng bớt phần khó khăn. Con trai cô đã trưởng thành, biết vâng lời, lễ phép và yêu thương mọi người. Hôm nay là ngày rỗ mẹ đẻ của Hương Cô cùng con trai về bên nhà cậu ăn rỗ Ngồi trên chiếc xe lăn Trước tấm bia mộ của bố mẹ Hương đã khóc Nhưng những giọt nước mắt của cô bây giờ Không phải là nước mắt khổ đau tủi hận nữa Mà là những giọt nước mắt hạnh phúc Hương chắp tay cúi lại bố mẹ mình Cô cảm ơn hai người đã sinh ra cô Và cho cô được sống trên cuộc đời này Cuộc đời tuy nhiều bão rông Nhưng cuối cùng Cô vẫn có được niềm vui và hạnh phúc. Quý vị và các bạn thân mến, chỉ vì khờ giải, lựa chọn sai lầm, một cuộc đời của Hương đã phải trải qua biết bao nhiêu những đắng cay cơ cực. Cho dù sau này Hương sống trong yên bình, nhưng chắc chắn một điều rằng người đọc và nghe chuyện chúng ta vẫn không khỏi xót xa cho số phận của Hương, phải không quý vị và các bạn? Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe câu chuyện. Tạm biệt và hẹn gặp lại.